gì già cả. Bo có nồi thịt à, cũng canh xem xíu nữa thép. Nay nhìn mặt tươi dữ ta, mấy chục năm rồi mà nhìn hoài ổng dáng còn đẹp hoài à. Trời ơi, tụi nhỏ nó sắp về rồi đó, năm nào cũng vậy. Cái đám này nó ngộ lắm, nó về ngay 30 nó về vậy đó, mà sáng mùng 1 gà chưa gái nữa nó bỏ đi hết rồi. Thôi kệ, có vợ chồng mình là vui rồi ha. Tôi á là tôi biết bà là bà thích vui nhộn, xuân tết đồ là bà phải rền ra. Đây tôi có chuẩn bị hết, bà coi nè. Đó, hú hồn vào, hú hồn liền, trời ơi, rận trời liền. Gọn hồi là tôi mình tôi quét à, sao còn nữa, biết nhiêu đây là bà chưa vui đâu. Bà là phải rần rần bà mới chịu. Tôi có chuẩn bị nhạc xuân cho bà đó nè. Nè xuân này còn không về nè. Cái gì vậy? Bài này em bữa nó ma bà mở quên xó. Vậy rồi đây nữa tôi chuẩn bị lại nghe không. Bà ơi con về nè bà ơi. Ê, bà ơi thằng Út nó về à, thằng Út nó về kìa bà. Ô là trời, xuân đây. Cái giò nó thấy cưng quá. Người ạ, nó xóm giò của con cháu sang năm lại đón Tết xa. Hey, bà kính chúc mọi người sẽ gặp lại trên đầu đường những lúc hàng Tết này. Hey, xuân từ già, con cháu nấu xóm xa. Họ lâu không xa, đồ xuân là xa. Hey, hey. Có à? Ha, ha, ba. Hay quá, trai. Hay quá. Hay. Mà có thể nào viết cái lời lại không, để tối ba đọc cho ba hiểu chứ mày hát dính chùm tao không có nghe. Tao không biết gì hết, bây giờ nó hát quan trọng là cái melody. Thế còn cái lyric nó không quan trọng. Cái lyric là cái gì? Là cái lời bài hát đó ba. Nó không quan trọng được. Thôi mà con về là vui rồi. Vui. Ôi, nói nghe nè, sao về mà bữa nay năm nay nguyên cái lo kẹo kéo vậy vậy? Con nghe người ta nói ở dưới quê nè, ba bị hàng xóm bán vốn. Vốn ba hát karaoke hoài. Con tức, con mới đem cái này về tặng cho ba, ba hát dằn mặt người ta. Hàng xóm không biết điều. Hát hay không chết rồi mắng vốn hả? Ba là có giọng hát mà kêu bằng lụa trải nhung căng ở xóm này đó, đừng giỡn. Ủa hát phải có căng có cốt mới hát được hả ba? Căng cốt là gì? Lụa giải. Ủa là hát im điềm như nhung như lụa đó con. À hát bực mà ba. Bực mà. Quá bây giờ cái loa này cái mới toan luôn vậy ba mà. Mới lắm không? Mới xài 4 năm mà. 4 năm đem đi bảo hành đi đưa tao làm chi? Không, cái loa này xịn lắm, xài được hơn 2 năm lận. Hát thử liền, đưa mượn hát. Hát không? Hát bài gì? Xuân mà mình phải hát bài vui nhộn chứ con. Bài gì ba? Đắp mộ cuộc tình. Hát đắp mộ cuộc tình. Bài này xưa má mày thích lắm đó. À vậy không hả? Không phải giỡn chơi đâu. Vậy hả? Thử coi. Alo, alo. Say xuân mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi em đang đổ trắng tròn. Trời ơi bà, ai đổ ba hát ngộ vậy? Hát hú hồn không? Hát hồn luôn. Còn nữa chưa? Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về. Ba, ru, tôi có giọng má này nữa. Giọng má gì? Giọng này là giọng máy. Ủa giọng máy nghe như giọng máy vậy? Trời, tao hát được hai giọng, giọng nam, giọng nữ. Hai giọng luôn. Muốn mời tao là phải lên giới thiệu đàng hoàng. Giới thiệu sao ba? Nam nữ ca sĩ tao mới lên tao hát. Giới thiệu kỳ, giới thiệu nam nữ nghe ca sĩ. Ủa tao hát được hai giọng mà, giọng nam giọng nữ phải giới thiệu đầy đủ chứ con. Thôi ba hát cái giọng chính tông của ba đi. Thôi giọng chính tông đi. Thôi không hát đâu. Hát đi. Không. Cho hai cái lò. Hát liền. Mở nhạc đây. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Hè gặp nhau khi pháo giao thừa. Anh bày nói gì vậy? Em đứng chờ anh trước sông thừa. Anh đi qua đầu ngõ hỏi nhau rằng xuân đã về chưa. Dạ cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành vlog baby của hai vợ chồng. Nhớ đón xem mùng 5 ha, mùng 5 Tết này hai vợ chồng tôi sẽ tiếp tục đi du lịch tại một địa điểm, đó chính là Lai Châu, và hai vợ chồng lên tới đỉnh Busateng luôn. Busateng mong mọi người là bu vô coi nha. Dạ rồi, chào. Xin chào tạm biệt và hẹn lại. Con rể. Thôi cái đậu về. Dạ. Mày làm gì vậy? Hai vợ chồng mở kênh YouTube. YouTube
Ba có kênh riêng? Ba cũng có kênh YouTube luôn. Ba có hả? Về gì làm về chi? Kênh của ba mày biết tên gì không? Kênh cái gì? Kênh Nghiêu Lộc Official. Chú hai người subscribe qua lại là vui vẻ. Là cái đó cái tên thôi nha, nhưng mà mình đừng có làm nội dung là về nước cống. Đâu có, ba cứ xuống kênh Nghiêu Lộc có gì quay đó. Không được rồi, tôi quay vậy là kỳ rồi đúng không? Ê, làm sao là không subscribe hả? Bởi vì gái tao lấy mày là tao không có ưa rồi, tao không chịu thiệt. Thái độ vậy là ngày mai mùng 1 là khỏi mừng tuổi luôn nha. Ba giỡn chứ. Gái. Ba. Ôi, qua chào anh chị bay. Dạ, quên ha ba. Ủa anh ba. Trời ơi, anh ba. Ba. Trời ơi, này bảnh tỏn quá mày. Từ ngày mà anh với chị mày đuổi mày đi á. Ê, nói đàng hoàng anh ba. Đuổi đi trời. Sao vậy? Tự đi à. Cái gì vậy? Thì bây giờ đuổi đi thì nói là đuổi. Anh nghe này, bây giờ ở đây không có ba mà. Anh nói vậy lỡ chứ ba nghe được rồi ba buồn cho sao? Có gì đâu mà buồn. Bây giờ anh còn tính nói là cái chuyện là ba ơi, giờ hai vợ chồng con làm ăn thất thế rồi, bây giờ là nghèo rồi. Được. Có nói sao? Cái chuyện đó ra. Nói cái chuyện đó ra lỡ như vậy ba biết được có không? Có được đâu. Em có giấu gì? Con sao đâu? Bây giờ bà hai vợ chồng ở bà bốn cái nhà hàng à, bán hai cái rồi hai cái trả mặt bằng giờ. Thiệt hai luôn á, nó làm gì nó xù vô nhà tao không vậy chứ ba, đừng để tâm ba. Tao rõ ràng là tao nghe xù xì nó xấu tao. Không, nhiều khi xù xì nó hồi xù đầu bà luôn á ba. Xù đầu bà là nói xấu bà rồi. Ê, hai vợ chồng mày không biết điều nghe. Vô nhà tao tự nhiên mắc gì xù xì nó xấu tao. Không phải, tại ý là bà kêu là Tết nhất năm nay gửi tiền cho ba nhiều dạ, hơn những năm trước cho cái gì ba xài. Mừng tuổi ba. Kỳ là quá đúng rồi, vậy không có xù xì đâu mày ha. Con nói ba nghe, dạo này á vợ chồng con ở trên nó bận rộn lắm á ba. Công việc làm ăn của tụi con á nó đang phát triển lắm á. Cho nên á là tụi con á hơi bận bịu chút, mỗi năm về thăm ba được có một lần, ba đừng có buồn tụi con. Gái ba đẹp quá à. Mừng tụi mày làm ăn được là ba mừng lắm luôn nha. Dạ, ba mà con nghe nói anh hai á ba dạo này làm ăn cũng khá lắm á ba. Nó mới điện về cho ba nè. Dạ. Nó nói là nó mới mua được chiếc xe hơi. Ủa vậy hả? Ủa anh làm ăn vậy rồi tháng nào anh cũng gửi về cho ba chút đỉnh đúng không? Làm gì có. Sao kỳ vậy ta? Nó mua được Lamborghini luôn nha. Ôi ôi, trời ơi, mua tới Lamborghini luôn á hả? Rồi. Vậy mà không đưa cho ba được một đồng nào luôn á trời. Con ơi, cái thằng đó mà ai ăn được của nó 1000 nào. Thiệt đừng hòng, mình giúp đỡ nó được, chứ đừng hòng nó giúp đỡ lại cho mình. Có ai giúp tôi không nè? Nên thấy không? Trời ơi, thấy không? Nó về tới rồi kìa. Con ra về giúp anh đi. Anh đi ra giúp đỡ anh hai anh. Thôi bà ngộ quá, tôi đứng ở đây tôi xa lắm. Bà kêu ai gần gần đi. Tôi thôi bà đứng gần hơn, bà vô bà rút. Thôi ba mày đó. Tôi xin lỗi bà. Út đứng gần Út ra đó giúp anh hai đi Út. Vậy gì cũng kêu Út chân vậy trời. Mày chỉ nó nghe. Ừ. Mà mày sai nó vậy đó. Đúng rồi ba. Đi ra làm đi con. Trời đúng ba luôn. Giàu Út ăn, nghèo Út chịu. Ừ ba phải á, ba kỳ vậy trời. Mày nói ba công nhận cũng có phước, đẻ ra con sử dụng ngôn từ dễ sợ. Ê, ba mình mà kêu ba phải. Về xe vô Út ơi, về xe vô Út ơi. Mày thấy anh hai mày không? Từ ngày nó đi lập nghiệp tới giờ, bây giờ lần đầu tiên mà nó chạy xe về tới cửa nhà. Về vô Út ơi. Đó. Alo. À, quê thăm cha mẹ. Tết xong thì tính xong. Lamborghini của ba đó, xe không có nổi một cái bồ luôn. Đó, mình về rồi mình kéo cửa kiến ra nói chuyện với ba đi. Anh hai con... Ba. Ba con ơi là con. Con nhớ bà ngoài Tết mới được về thăm ba. Lòng đau con chết. Xe hơi. Xe ở đây rồi, hơi đâu? Hơi trong cuốn họng rồi. Con ơi, tự lăn xe về đây muốn hụt hơi. Thương con tôi chân cảm rồi sao? Tai nạn ơi, làm ăn lụng bài ơi ba. Con tôi. Ê, vậy. Cái gì? Ba phải chỉnh liệt vậy nè. Thằng dễ có hàm dâu dê. Sao cho nãy chọc viên tre có bô kính chiếu hậu gì hả? Tôi đụng tới cậu hay cậu kiếm chuyện tôi? Tôi không có kiếm chuyện với anh, mà nãy tôi nghe ba nói vụ xe hơi Lamborghini thì tôi nói đúng rồi, Lamborghini sao rồi không có được cái bô vậy? Rồi sao mới kiếm chuyện? Tôi kiếm chuyện lại tôi không thấy anh. Thôi mới về. Không có ba, anh em thân thiết cái ba, ở chợ anh cũng vậy á, mỗi lần gặp nhau là giỡn á, giỡn mà chết á tát tát vậy đó ba. Ê thương lắm nha, nè con bé dê bê. Tôi ngủ tôi nằm mơ tôi nhớ anh hoài luôn. Tôi có ngồi. Cái gì mới được, vô chuẩn bị đồ, cúng bá bay về, rước ông bà về, chết, bởi vì già cả. Nói mua ngũ quả, có ba trái, còn thiếu hai thứ để ba chạy ù ra chợ ba mua cái nha. Nè, ở chơi vui vẻ nha không? Dạ. Để ba đi, các ba về liền à. Dạ. Ba đi cẩn thận nha ba. Sao? Cừ giả tạo. Chắc mày thiệt hà. Tôi sợ ba buồn thôi, thiệt nha.
hôn à. Thiệt á, nhìn thấy ghét thì cái ghét gì, ghét gì? Tôi không chào là tại vì sao, là tại vì thiệt á, anh với tôi có một cái mối thù thì tôi tức chủ. Mối thù gì? Cái xe lăn cũ anh mượn tôi 6 triệu anh thay hai cái bánh. Ừ. Tới bây giờ anh chưa trả. Thì tiền cũ chưa trả mà bây giờ rồi sắm nguyên cái xe lăn mới, ông bước vô là tôi tức rồi đó. Chuyện xui dũi chắc tao muốn mày ơi. Nè, khi mà tôi cho anh mượn tiền mà anh mở miệng anh nói vậy là tôi không có cho đâu á nha nha. Tao không cho chắc tao thèm mượn mày hả? Nè, bây giờ anh muốn căng không? Ba đi tôi căng luôn á. Tao căng với mày luôn á. Anh căng bậc mấy? Tôi căng bậc 2 nè. Căng bậc 4. Giờ anh muốn gì? Anh căng. Nè, mày nhỏ hơn tao nha, mày làm dễ trong nhà nha. Nè, em dễ đá ông quyền. Trời ơi, chắc tao sợ mày hả? Trời ơi, anh hai, chừng anh đi được hả? Mày mới đá ông quyển nè phải không? Ông đau đi. Nó xỉu. Cái chân nó đau, nó đá giống quyển nữa. Trời đất ơi. Khó chịu. Anh bà học kịch. Ông diễn thôi. Xe lăn về đây chỉ là một cái sự thương hại. Để ba nhìn vô ba thấy tội quá, ba không có xin tiền. Bị thiệt chứ bộ. Cái xe cán qua kìa, tím có 2-3 cái ngón chân mà mày đặt ngồi xe lăn hả? Ông xạo xạo. Ôi, em biết cái tính anh hai em là mỗi năm là bị một cái tai nạn. Nhưng mà thôi mà vì em thương em nhịn được không? Nè, tôi báo trước cả nhà nè, mấy cái cây là để ba chân chơi cho vui thôi nha, không có lại lấy nha, không có tiền giống đâu nha, ba chân cho vui thôi nha. Đừng có dòm ngó. Tiền 6 triệu mà chưa có trả. Không thích thì mai mốt không giúp đỡ nữa vậy thôi, có cái trời ơi, sao còn mày giúp đỡ thì sao à? Sao á? Thì biết rồi, thôi chứ làm sao. Tao là người thân mày mà như mày không muốn giúp nữa hả? Còn Út mày dám giúp nó không? Tao sao không biết, tôi không giúp. Tại tôi không kể cho ông nghe thôi. Cái sự tích mà tôi giúp bằng Út nó kinh khủng lắm kìa. Dạ 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 dạ. Nè xin lỗi, nó giờ im lặng rồi nha. Nghe tên Út bây giờ bực mình đó. Mới nói nè, sẵn có anh hai nè. Anh hai chứng kiến chuyện này cho tôi. Tôi kể hết cho anh hai nghe. Thôi. Vậy ba. Dạ. Để anh hai vô trong, anh hai không muốn chứng kiến cảnh này. Dạ. Vì anh hai, nói gì kỳ vậy? Anh hai là lớn nhất đây mà. Anh hai muốn nói chuyện với mẹ. Không, anh hai lớn nhất, anh hai phải đối diện, anh hai chứng kiến sự thật này. Nói chuyện với mẹ đi, cho anh hai nói chuyện với mẹ. Phải nói chuyện với mẹ, hai mẹ. Không, anh hai phải chứng kiến cái sự thật. Không, nói chuyện với mẹ không. Thôi mẹ. Rồi anh hai à, bây giờ nè, nói anh hai nha. Thôi anh hai, không có đơn giản, anh nói anh vậy. Anh ba nha, nói ba tại. Em anh hai mà, em hào á, Út ơi. Không, Út nào. Trái đất nó quay cuồng luôn á. Tao bị tiền đình á. Tao nói rồi, chuyện tụi bay tự giải quyết đi. Trời ơi, nhà ta đang có chuyện mâu thuẫn với nhau. Tôi giải quyết cái chuyện này chứ anh hai. Tôi phải chuyện với tôi với anh ba mà anh hai sao vậy? Bây giờ là nếu hồi ba giờ cũng kể luôn. Tôi kể ba luôn. Bây giờ anh hai đây nè. Anh hai lớn với anh hai phải nói một lời gì đó đi. Anh hai. Đốt nhang cho mẹ mới được. Mà. Để em. Đứng được mà. Về đốt nhang cho mẹ xong rồi đúng không? Về đây nói chuyện với tôi nè. Đó. Nha. Nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Để lên. Ê, đưa bé nì cho tao. Bé Lâm Lô Bi nì cho tao. Rồi tỉnh táo tinh thần chưa? Tỉnh táo tinh thần, tịnh tâm được rồi. Phải chứng kiến sự thật. Anh kể cho anh hai nha. Rồi mày nói đi mày. Anh ba nè. Em trên Sài Gòn học cái gì? Quản trị kinh doanh. Ông mới mở nhà hàng ra, kêu em về phụ. Tưởng cho em lên làm quản lý để quản lý nhà hàng của ông không? Ông cho em giữ xe. Ủa thì đúng rồi, mà giữ xe là mày quản lý mấy chiếc xe đó. Không có mày mất xe làm sao? Ủa, tôi nghĩ là học quản lý nhà hàng khách sạn. Nhà hàng khách sạn gì thì cái đó là chuyện mày. Giờ mày giờ làm quản lý chứ đi, rồi từ từ mình lên. Tao đầu tư cho mày trong cái chuyện giữ xe quá mà. Đầu tư quần áo đồ này kia, chỉ có mày tự mày bỏ tiền túi ra mày mua một phấn viết bản thôi. Ủa mua phấn viết bản chi mình? Viết trên xe số đó, hiểu không? Nó đỡ tốn tiền hơn là làm thẻ rồi in số rồi ép bít tít đồ cực khổ lắm. Nhưng mà tại sao muốn cái nhà hàng mà không cho tôi làm một quản lý nhà hàng nào hết? Thôi em đừng có giận. Cái gì anh ba em làm đó là cũng có cái lý do hết trơn á. Anh ba suy nghĩ thấu đáo lắm em hiểu không? Thấu đáo lắm. Anh thấy không? Bên chồng con. Ở đây gia đình nè, gia đình bỏ qua không binh. Thôi mà. Nhiều khi ở trong nhà này á, tuổi thân lắm nay à. Thôi mà. Anh không biết gì đâu mà đi hoàng nghe hai chồng nó khói hết đi. Mà nó mà. Ê, nói lại lần nữa coi. Ừ. Ở trong gia đình này nè, tôi tuổi thân lắm. Ừ. Thì trong gia đình hai mà không biết rồi. Tôi luôn đi bước qua hai lại thì được lại. Tôi qua tao tới luôn, tao biết luôn. Nghe được cái melody chứ không nghe được cái lời luôn. Ừ. Không hiểu cái gì luôn á trời. Quản lý mà nói chuyện vậy rồi sao kêu nhân viên vô họp? Nói đâu có nghe được hả? Phải, nóng giận mới nói vậy thôi chứ mà đừng nói không có nói gì đâu. Nó nói gì nhức đầu. Cái tật nó vậy anh hai ơi. Bởi vậy thì có lát ba về tôi nói hết luôn, tôi cũng chẳng có sợ gì hết. Ba về đi, đợi ba về tôi nói hết hết lần ba luôn. Tụi mày im hết đi. Nói cái gì mà giờ tao về rồi nè, đứa nào muốn nói gì nói về nói thử tao nghe coi. Sao vậy tụi con?
năm nào cũng vậy, về được chút là cự cãi, cự cho đã rồi xách vali đi. Người ta nhiều lúc có người ta muốn về nhà người ta sum họp còn không được. Còn tụi bay có nhà, tụi bay về tới rồi mà tụi bay còn muốn bỏ đi. Muốn đi lắm không? Đi thì đi luôn, đừng có về nữa. Về chi mà để tao buồn thêm. Một mình tao ở đây được rồi, tao không cần tụi bay đâu. Đi đi, đi hết đi. Ôi bà, tiến đi. Dạ thưa ba, con anh hai mà con nhiều khi không biết phải nói cho ba nghe sao. Thì tất cả mọi chuyện ở trong gia đình xảy ra do dễ không? Bà nói nữa nữa, tôi bẻ cái thắng xe lăn nha, nha, nha. Trời ơi. Anh kiếm chuyện gì vừa phải giờ anh muốn lớn chuyện không? Muốn tôi kể, tôi nói bà nghe. Tao kể tao chuyện gì? Trời ba đây nè, thôi, đây nè. Thôi. Bà né đằng bên đi, có gì đâu sợ như vậy. Giờ lỡ rồi con nói ra cho bà nghe luôn. Để không? Để mình biết cái bộ mặt thật của ổng. Ông dối trá lắm. Năm nay là xe lăn, là xe lăn giả bộ. Mấy năm trước là bó bột, bà nhớ không? Bó bột cũng giả bộ luôn. Có bữa đó ông bó bột đó, ông bó bít luôn lỗ mũi rồi nè, rồi cái miệng nè, chứ nguyên cái cổ nè. Bà về bà hỏi gì ông kêu tai mũi họng. Ai bị tai mũi họng mà băng đó? Còn con là con phát hiện nè, liệt là liệt giả bộ thôi. Đúng à, ông... rồi đủ chưa? Đủ rồi bé. Bé cái gì mà bé hả? Bây giờ muốn nói cái gì là nói đúng không? Phải nhưng mà chiều ông biết là ông hư phải không? Tôi lúc nào tôi cũng yêu thương ông. Lời ông nói đối với tôi như là sấm chuyện vậy đó. Tôi nghe râm rắp hết hà. Tôi đội ông lên đầu tôi đây nè. Bà đội tôi ở nhà thôi, cả đường mà đội nó mô hiểm chứ bộ. Rồi con cãi nữa hả? Nè nghe, không phải vậy mà ông cứ leo lên đầu tôi, ông ngồi hoài vậy đâu á. Tôi chịu đựng đủ rồi. Một hai lần thôi chứ còn đằng này mấy năm trời rồi. Tôi nói ông biết nha. Em út tôi đây nè, tôi nghe lời ông riết mà hả, tôi ăn hiếp nó, tôi bỏ rơi nó. Ông nhìn đi, mình có cơ sở làm ăn đàng hoàng, bốn cái nhà hàng, không có lo chí thú làm ăn đâu. Tự nhiên nghe lời ai đó bày đặt ha, làm ba cái gì YouTube chụp tép gì đó. Rồi xong bây giờ á, hai cái nhà hàng á thì đóng cửa, còn hai cái á thì trả mặt bằng, coi sướng không? Đó. Mà tôi thấy ngộ một cái nữa là, ví dụ như nhà hàng mình không quản lý được đi, mình giao em mình, tin tưởng em mình, phải được không? Còn đằng này giao cho ai? Tôi tưởng đâu thân thích gì với ông lắm, ai về đâu. Đứa em của nhỏ bạn thân của con lớp trưởng lớp 1 thì tôi biết ơn nó. Nó học chung tôi từ lớp 1, lớp 12 tôi cập bi bài nó. Giờ lớn rồi tôi trả ơn, có sao đâu. Trả ơn hả? Ông thấy hợp lý không? Hợp lý quá mà bốn cái nhà hàng lụng bại đó. Hay không? Rồi bây giờ làm sao? Bước ra. Bước ra. Khoanh tay xin lỗi ba, xin lỗi Út, xin lỗi anh hai cho tôi. Ba, ba thấy nóc nhà chưa? Dạ ba, thì cái nóc nó lớn con cũng sợ. Hình như ba nói gì con làm theo đó. Thật lòng mà hai vợ chồng cũng khổ ba. Giờ làm ăn thua lỗ rồi. Ba ép con ba nói về thôi, ráng mặc bộ đồ vest vô cho ba nhìn ba vui, ba đừng lo. Chứ ba biết hai vợ chồng thất nghiệp này kia cái ba lo. Ba lớn tuổi rồi. Con nói ra đây là không phải là giấu giếm ba, vì con thương. Thương vợ con thương ba, cho nên là con không muốn nói ra điều này. Nói chung là thôi. Dạ con thiệt lòng mà xin lỗi ba. Coi như là ba bỏ qua hết đi. Còn cái chuyện làm ăn ba cũng đừng lo. Vợ chồng con ráng làm lại là được hết rồi ba. Không có sao hết đó. Dạ. Dạ. Sao đâu. Dạ Út. Ừ. Anh cũng thương mày biết mà đúng không? Biết mà. Biết anh hai cũng thương cũng lo. Nhưng mà nhờ anh ra ngoài đó mới biết tôi có nghiệp ca sĩ à. Thì ráng thôi có nghiệp đi ha, mặc dù hát cũng không có ai nghe. Nhưng mà ông anh, thật sự là tôi cho anh mượn tiền tôi cho luôn cũng được. Tại vì tôi không thích cái là anh im ru, anh không nói gì hết trơn á. Nó nhắn tin điện thoại giờ được hay không anh trả lời, tôi biết điện thoại cũng không trả lời. Facebook chưa bao giờ anh đã xem hết đó hả? Anh nghe không? Mà sao nãy tới giờ tôi đứng tôi nói mà anh làm xin vậy? Định xây qua mà nó kẹt cái này nó không xây được. Mở ra được, xây qua được. Sợ ra tự nhiên ngứa tay ngứa chân đi gài cái thắng vô đứng lại chi vậy? Bởi vậy nghe chú nói thì anh cũng thấy có lỗi lắm. Con xin lỗi ba con bình thường, chứ con không phải là bị cái gì hết. Ngồi xe nó ê mông lắm ba. Ôi
rồi. Chịu không nổi đâu. Mình mai mốt mình lăn từ thành phố lăn về đây mà đâu có dẫn chơi được. Mệt lắm, mình mai mốt mình về mình sáng tạo đi ông. Mình là chủ coi gì, chủ một cái công ty nhựa thì mai mốt xe lăn mình thiết kế nhựa luôn đi. Vui vẻ ba vui vẻ. Xin lỗi ba đừng buồn coi ba. Dạ anh em hòa thuận ba ơi. Dạ dễ ơi, dễ dâu dê ơi. À. Ôm cái dĩ hòa dĩ quý được không? À, ôm cái cho ba lấy hình ảnh này ba vui dạ, vui được dạ, chứ. Dạ. Đau 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 gì vậy? Đau cho mày. Sao cảm giò tao cho mày. Tao ý đâu là không sao. Em mốt nó lỡ đạp chân mình cái. Mày làm anh lớn mà mày kỳ quá. Ôm cái bỏ qua nè. Không 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 có đạp nữa nha. Biết rồi mà. Nhìn nè. Rồi đó đúng rồi. Đó mà anh đạp tôi, anh đạp tôi, anh đạp tôi. Anh lại vậy, anh đạp chân em hả? Cái gì vậy? Đứa này. Trời ơi. Mẹ quá. Đạp chân tao, đạp chân ta. Đúng rồi. Gia đình này sao lấy gì không lấy lấy cái đạp ngộ vậy? Vậy không. Đúng rồi, quá mệt mỏi. Rồi giờ tập trung nè, nghiêm túc nè. Rồi, ở đây đứng. Làm dạ. Quay chồng. Dạ thưa ba. Ừ. Thưa má. Thưa má phải quay vô. Thưa ba xong quay vô. Thưa má cũng là thưa mẹ. Con là anh hai mà, nhưng mà con không biết dạy dỗ tụi nó. Không biết cách đối xử với tụi nó làm sao cho hay, cho phải. Để tụi nó có những cái mâu thuẫn mà nó không có giải quyết được. Để lâu ngày cái thành ra cái hạnh hẹ nhau. Xích mích nhau, chứ thực sự anh em tụi con thương nhau. Rồi. Cái đó là lỗi của con cũng xin lỗi ba, xin lỗi đứa mẹ ha. Con muốn nhắn nhủ với tụi nó luôn. Cái năm mới Tết đến rồi, mình dặm bỏ hết mấy cái cũ, mấy không hay nó văng qua đúng một rồi, bên rồi. Đi đúng rồi. Mình chào đón cái mới lại cho mình. Để lúc đó mình vui tươi hơn. Con nói đúng không ba? Đúng. Tớ ba nói. Mình nhớ kỹ, mình là gia đình. Có chuyện gì buồn phiền nhau phải nói. Chứ không có để trong lòng rồi giận hờn nhau. Dạ. Như vậy ba không có vui. Dạ. À, gì nè, phải vui không? À. Bây giờ cả nhà mình cùng nhau ăn Tết. Ôi giời. Dạ. 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 Ông bởi ông. Vậy nè con ráng con lo làm sao mà dọn dẹp đồ xong hết là con bài đồ ra con chuẩn bị nè cúng đón giao thừa nha. Dạ. Cái suất hát tối đêm nay quan trọng lắm, suất đón giao thừa rất là quan trọng hiểu không? Dạ. Con hỏi ông bầu nè. Con tên gì? Bé Đẹp. Nó con tên là Bé Đẹp. Nó cái tên mỹ miều như vậy thì ông bầu nghĩ đi hợp với những cái da gì hả ông bầu? Ông bảo vậy nghe con sữa của con là sao? Ủa sữa con hả? Con hỏi ông bầu nè, Tết nào con cũng không có về quê hết là tại vì sao? Thì con thương nghệ sĩ. À. Con thương người nghệ sĩ. Ờ. Tết không được về quê đoàn tụ với gia đình. Rồi bắt đầu nó chuyển nguyện. Con biết không? Đó. Thấy không nghi lắm nè, nó gài nó vô nó hát đó nè. Người ơi kiếp tâm nhà tơ cho đời. Đang mang nỗi niềm riêng lơ làng giấc mơ kiếm tiền. Rồi khi mang nhung sân khấu kẹp vào bóng đêm, đã hết yêu thương lời ca thoáng trên đầu môi. Đã năm năm rồi không được về quê ăn Tết. Nếu có mẹ buồn ơi. Mẹ buồn quá con ơi. Con mẹ gái ơi. Mẹ con. Anh Minh này. Chọc em hoài. Trời đất ơi. Trời đất ơi, mẻ luôn bông của người ta luôn kìa. Có cái em ngắt để đâu. Mà nói nghe nè. Dạ.
lỡ chút xíu mà có ai tới đây nha. Dạ. Em nói á, nghệ sĩ Hoàng Minh là bỏ đoàn này rồi, không còn hát đoàn này nữa, đi chỗ khác mà kiếm nha. À, anh đi liền nha. Nói vậy thôi chứ không nói đúng không? Có bỏ nha. Rồi rồi rồi, biết rồi. À, ăn cơm không mà thịt không dịch. Thôi thôi. Anh thích đó. Em ăn đi, anh ăn xong. Nha nha nha, anh đi liền nha. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Tự nhiên cái ảnh đó chạy hất ha hất hải à. Đánh như là sợ ai chi đuổi gì á. Không lẽ nói cái linh dữ gì có người tới đòi nợ sao ta? Trời. Đứng im. Làm gì? Ăn trộm đúng không? Không có, có trộm trộm gì đó. Không ăn trộm sao đeo khẩu trang. Bỏ ra. Nói đi. Nhóm nào? Hai người thuộc nhóm nào? Nhóm đờn ca tài tử Cà Mau. Nhóm đờn ca tài tử Cà Mau. Là sao? Tôi ở dưới Cà Mau là hồi đó trong cái nhóm đờn ca tài tử. Lên đến đây tìm người thôi. Tìm người. Dạ. Cô chú tìm ai? Cho tôi hỏi ở đây có phải là có nam nghệ sĩ Hoàng Minh không à? Hoàng Minh. Hoàng Minh tôi không biết. Tôi không biết Hoàng Minh nào hết. Hoàng Minh kép hát đoạn này là đi rồi, sáng nay đi, tối về đây hát. Ủa gì kìa? Vậy mình ở đây tới tối mình gặp được không? Thì nhưng mà quan trọng hai người là ai, chủ nợ đúng không? Anh Minh thiếu hai người bao nhiêu? Nói. 70 triệu. 7 năm chưa về quê ăn Tết. Ba. Thưa ba má mới tới. Gì vậy? Con tụi tôi hồi nào? Dạ không. Con mới là con của hai bác, mà con là con dâu của hai bác. Con dâu? Dạ. Ủa nào, sao Hoàng Minh nó không nói vậy tôi hay vậy? Dạ ha, con dâu thời điểm mơ ước. Chỉ là mơ ước của cô thôi đúng không? Dạ. Trời ơi, thiệt là con bé này vui quá. Dạ, nói nào ngay. Ta nói con dâu, trước khi về nhà chồng thì phải biết mặt ba má chồng. Nên là tối nào á anh Minh cũng lấy hình hai bác ra coi. Cái con cũng mượn con coi. Ôi ông thấy chưa, nghe nói là tối nào nó lấy hình thái đứa mình ra coi mà con nó thương mình, nó nhớ mình mà ông nói không tin nè. Cô đi vô cũng lấy hai cái tấm hình nó ra đây liền cho tôi. Thôi mà bớt nóng đi ông, sao cái thằng Minh này sao tự nhiên nó đem hình của tụi mình đi theo chi vậy? Trời ơi, con nó nhớ mình, nó đem đi theo đó, nó dòm mỗi đêm. Nhớ hả? Ừ. Nhớ mà 7 năm rồi không về ăn Tết. Nhất là những cái ngày giao thừa cũng không về luôn. Thôi mà, con nó phải đi diễn, ông thấy không? Ngày Tết đăng đăng đê đê nó lại đây nó diễn với anh em. Bộ diễn là không cần cha cần mẹ luôn. Tôi nói cho bà nghe nha. Ngày hôm nay tôi bước tới đây rồi. Tôi phải tìm cho bằng được cái ông bầu của cái đoàn này. Ha, tôi tìm rồi tôi chửi ổng. Tôi chửi ổng là tại vì sao ha, mà dám ép nghệ sĩ ở lại hát Tết không về quê ăn Tết. Tôi đi tìm ổng, tôi nói cho như này nè. Mà ổng ơi, cái gì trời đất ơi, không được Lệ ơi, em làm vậy là em giết anh rồi. Trời ơi, đâu có được em, trời vé bán hết rồi. Trời em cũng biết mà, trời khán giả ta yêu thương, ta mua vé hết rồi, ta ủng hộ mình đó. Đêm nay đêm giao thừa, đêm quan trọng rồi, đâu có được em. Cái gì? Trời đất ơi, chưa tới Tết mà sao thua bài sớm vậy? Hả? Thiếu nợ giờ trốn ngang thương vậy hả? Trời đất ơi, em trốn rồi giờ lấy ai thế? Anh đâu có hát được mấy cái vai đó cho anh hát. Em hát cái vai tối nay quan trọng, cái vai mẹ, vai bà mẹ. Không có em có thế được. Bây giờ ai đâu mà. Có rồi, có người thế rồi. Rồi vậy thôi, chúc em trốn nợ bình an ha. Rồi, ăn Tết mở nhà ăn mình đi ha. Đừng đi qua đường, mất công chủ nợ nó theo á. Với lại em mà tối nay em hát là mất công chủ nợ nó xuống đoàn anh, nó quậy banh đoàn luôn á. Rồi chào em á. Rồi trời đất ơi, thiếu nợ chi vậy cho giờ chúng. Trời ơi, công nhận nhỏ này nó có đầu tư ghê ta. Nó làm như nó biết trước cái vụ Lệ nó nghỉ đoàn hay sao, cái nó đầu tư nó mua bộ bà ba về nó hát vai bà mẹ nè. Đó vậy được đó, đầu tư chuẩn bị trang phục vậy là tốt rồi, ráng học thoại cho thuộc nha con. Tối nay hát cái vai cho nó ngon lành nha bé đẹp. Dạ ông bầu kia con. Sao mà ủa bé đẹp ở đây rồi còn đây ai ai đây? Dạ má Minh. Ủa má Minh hả? Dạ. Còn đây tôi là ba Minh. Hèn chi xứng đôi vừa lứa quá. Dạ. Anh chị lên đây lên đây coi Hoàng Minh hát phải không? Rồi chờ chút bé. Dạ. Đẹp. Dạ. Hai bé vip. Vé cái gì mà vé? Hả? Ông là ông bầu đúng không? Dạ tôi bầu. Rồi hôm nay tôi lên đây tôi nói chuyện với ông nè. Ông nghĩ sao vậy?
Ông nghĩ sao mà ông ép nghệ sĩ hát Tết rồi ông không cho về quê thăm cha thăm mẹ là sao? Hôm nay tôi tới đây là tôi bắt thằng Minh về ngay lập tức. Đừng giỡn ông anh. Hôm tối nay nó hát rồi, tối nay xuất hát bán vé hết rồi. Mai đi cho nó hát xong tối nay mai cho nó về được không anh? Ủa tối nay giao thừa rồi mai về chi nữa? Giao thừa là phải về sum họp chứ. Nhưng mà nó sum họp rồi. Kêu bằng là thôi bây giờ mình lên đây là coi như mình cũng sum họp với con cái rồi mà. Chứ nó nghệ sĩ phải cho nó hát một vụ. Cho tôi ở lại đây đi. Tôi ở lại đây tôi coi con hát một bữa đi. Trời lâu quá rồi không có coi nó hát nha. Mà đó, tôi nói thiệt với bà, tôi là tôi khó lắm đó. Trời. Nhưng mà mỗi lần mà bà nói là tôi xìu. Người ta nói đúng mà, thiệt. Ông giống tao vậy. Vậy là anh chị chịu ở lại ha. Dạ, cho dạ. Là, rồi cảm ơn anh chị nhiều. Có gì. Mà tôi sợ chắc xuất hát tối nay chắc không diễn được quá. Ủa sao vậy? Tại vì lệ tôi biết rồi, nãy có nghe ông có điện thoại gì cô Lệ cô chạy chung nợ gì đó phải không? Nóng dài bà già mà giờ nó trốn rồi. Dạ bà già phải không? Dạ dạ. Tôi đóng cho. Ủa? Tôi biết hát. Chị hát được hả? Tôi hát được à nha. Vậy á hả? Ở dưới quê tôi hát hoài hả? Được, nếu vậy là chị thế dài bà má của ông Minh giùm tôi nha. Được. Rồi, con lành. Hả? Cái gì? Cái gì? Con sao? Con đợi lâu lắm rồi đó, 5 năm rồi đó. Ồ, vậy hả? 5 năm rồi hả? Ồ, con nghiệp quá. Con còn non và xanh lắm con. Màu vậy hoài. Vậy hoài cái gì chưa? Hết rồi, lên dây má rồi. Nè, cái nhiệm vụ của con tối nay quan trọng nè. Nhắc tuồng cho bác gái đây hát nghe không? Quên nữa, phải trao đổi sơ với chị qua cái nội dung của cái vở này để chị nắm được cái nội dung và đồng thời cái tâm lý nhân vật để chị thể hiện cho nó tới ha. Dạ. Nội dung nó vậy, nội dung là có nghĩa là cái chàng thanh niên này có người mẹ mà hai mẹ con khắc khẩu nhau lắm. Gặp nhau là gây lộn hoài à. Vô tình bữa đó có cái thằng ăn trộm xuất hiện. Biết ai đóng ăn trộm không? Ai vậy? Tôi. Trời ơi, tôi cũng ham hố lắm. Làm bầu được rồi nhảy ra mà đặt đống đâu nữa. kiếm thêm đó. Mê hát. Nhảy ra đóng vai ăn trộm. Cái vừa thấy ăn trộm cái hai mẹ con bu vô bắt ăn trộm. Đó là vừa bắt ăn trộm xong là bắt đầu hai má con là bắt đầu hiểu ra câu chuyện, kết thúc cái là hai má con hết khắc khẩu. Đó. Thấy không? Vui không? Hiểu. Cái kịch bản này tôi viết bảo đảm nó vui, trời ơi cười tét gúng luôn mà. Cười chỗ nào? Thì cái chỗ mà diễn viên diễn chỗ nào người ta cười chứ tôi đâu biết. Tôi viết cái nội dung, cái tình huống nó cực nó vui thôi. Hiểu không? Đừng làm khó tác giả. Hiểu không? Bây giờ, đi vô đôi tôi chỉ thêm cho chị để chị hiểu nhân vật. Cái sách gì nặng để tôi sách cho anh. Xoài, để muốn quê lên tầm. Có mấy xoài dưới quê nè. Trời ơi, đã. Trời ơi, trái cây. Xoài này mà chấm nước mắm đường là ăn là ba cháy à. Cho con. Thôi. Lo công việc đi, sắp rửa mở màn rồi. Ra uống sữa rồi đặt ăn xoài vô là Tào Tháo nó dí đó. Sữa nào ông bầu mới uống sữa nha. Dắt hai bà ngồi chờ chút xíu. Ngồi đây. Chà, xoài thì chấm mắm ăn đã. Ông bầu ơi, xoài ăn mà chấm mắm đường rồi uống sữa đó là coi chừng nha. Bán vé chưa chị ơi? Bán vé cho chị ơi. Dạ, có. Bán vé cho chị. Vô đây. Dạ. Bây giờ cầm vé chú đi, rồi giờ lấy ghế đây nha. Có hồi nữa tôi thấy tôi có ghế là tôi tính tiền nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Lấy ghế đi. Có ghế là tính tiền nha. Bắt đầu chưa chị? Dạ. Chuẩn bị rồi chị. Đợi chị. Anh Minh tới chưa ta? Anh chưa về nữa. Minh. Nghệ sĩ kìa. Anh Minh về kìa. Khán giả tôi hứa rồi hả? Rồi đi vô quá trang đi. Mở màn liền. Anh xong hết rồi. Anh làm mặt hết rồi. Xong hết rồi. Điều này là sợ ai nè. Cho nên là phải, có phải là anh sợ ba má lên bắt anh về quê không? Cho nên anh làm quá trang sẵn anh qua đây anh diễn luôn đúng không? Sao em biết chuyện này? Thì đâu có đâu, em đoán thôi. Đúng là ba má anh có gọi điện lên đây nè, nói là sẽ lên đây bắt anh về quê ăn Tết. Nhưng mà yên tâm đi, trời ơi, quê anh xa lắm mà dưới Cà Mau lận. Ba má anh làm biến nó không có chuyện mà lên đây đâu. Lên rồi. Lên gì? Không, ý em nói là chuẩn bị lên màn biểu diễn. Lên. Trong chưa? Có lẽ lên nó bảo ra giới thiệu. Rồi. Dạ, lên màn nha bà con. Dạ. Trời ơi, cái trái xoài tưởng ngon quá trời. Đang cạp cái hộp mà cũng kêu ra nữa. Chào bà con. Cảm ơn bà con đã đến theo dõi xuất diễn ngày hôm nay. Kính thưa bà con, năm hết Tết đến, trước thềm năm mới, tôi ông bầu xin kính chúc cho bà con một năm mới được an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, ăn cái gì cũng không bị dí hết á.
Ôi, ấy. Ông bầu, ông bầu bị sao vậy ông bầu? Để hòa cùng không khí tưng bừng ngày Tết hôm nay, sắp sửa tới rồi, giao thừa sắp đến rồi, chúng ta mời quý bà con thưởng thức vở cải lương hài hước vui nhộn được mang tên là Cười Tét Nách. Và bây giờ vở cải lương Cười Tét Nách xin được phép bắt đầu. Ây da, chịu hết nổi. Ôi da, ây da. Má ơi, má đi nhậu về mà mở cửa không ai mở hết, phải leo gào vô nữa. Má đâu qua đây bộ má ghét con hả? Má ra đây hai mặt một lời với con. Má, má nè, má trời ơi, gì hết hồn vậy con? Má đây. Cái thằng này má mới nói. Cái thằng này suốt ngày nhậu nhẹt. Tại sao lại là má? Thì là má chứ là ai. Cái thằng này thiệt tình à. Má Minh nói tại sao suốt ngày nhậu nhẹt vậy con? Tại sao con đi đâu về vậy? Con đâu có nhậu gì đâu má. Không. Anh Minh Thổi, con thích nhậu rồi sao? Con thích nhậu. Má, mấy năm nay con biết con lo công việc trên này, không có về quê ăn Tết. Không để phải, ba má phải lên đây. Má phải, má con ăn nói với con ăn nói với má vậy sao? Con à, con đừng có lo. Má hiểu, má hiểu hết mà. Ủa sao trong đó hết nước rồi? Ông Bầu. Cái gì? Sao ông đổi kịch bản? Ông nói con nhắc tầm bậy bạ rồi nè. Đổi rồi nào? Đó, hai mẹ nãy nọ ông Bầu nói hai má con khắc khẩu, sao giờ tự nhiên yêu thương nhau quá vậy? Ủa được, hát được không? Ông đó. Không có đâu, đúng nè, hát đúng luôn nè. Nè, con sẽ không nghe lời. Con sẽ đi chơi hoài nè. 2, 3. Vô con biết con không về. Phải đúng không? Ba má không vui lòng. Sao nó có phải đâu? Phải. Vì công việc nơi đây. Không có. Chỗ nào đâu nhắc hát sao nhắc? Ba con chờ mong con. Hát chỗ nào vậy? Chú tìm phụ con thôi. Con hát vui cho đời, thầm mong má yêu con một lần. Vậy trời, đại dương ngóng trong con về, mà lòng quặn đau nhớ thương về con. Không phải bà chị. Ngày êm ấm bên gia đình, mà sao con ở phương trời nào? Ủa đâu có khẩu gì đâu. Con sẽ mau quay. Vậy sao ta gặp mẹ cha đón lòng đầu năm. Vợ sao bầu? Vỗ tay rồi. Ấy mà không được rồi. Cái đoạn này là phải để ông bầu ra, ông bầu ăn trộm ra. Ăn trộm nha. Tôi là chết. Ăn trộm. Ê. Dạ. Ông trộm. Không được. Con dạ. Ra thế ăn trộm dùng bầu. Ông bầu chịu không nổi rồi. Chịu không nổi. Nhà mình có con gái đang ăn trộm. Ăn trộm ở đây. Bắt ăn trộm. Đừng, quên ba. Thôi, xong ra đây. Ba. Má, sao ba ở đây nữa? Tôi không có đứa con nào như cậu. Đừng có kêu tôi bằng ba nữa. Ba, con biết con không nghe lời ba má. Là lỗi của con xin lỗi ba. Cúi xuống cho ba. Dạ. Ba biểu con cúi xuống. Ông ơi, tôi cúi giùm má, cho nghe ông nghe được không? Bà đứng lên. Ông đứng lên cho tôi dạy con. Ông à. Minh. Dạ. Từ trước cho tới giờ có bao giờ mà con dám cãi lời ba má không con? Dạ không. Vậy mà con lại cãi ba má suốt 7 năm nay. Con không về ăn Tết. Con muốn bỏ cha bỏ mẹ đúng không? Dạ không phải. Ngày hôm nay ba dạy cho con một bài học cho con nhớ đời nghe Minh. Nghe Minh. Dừng tay ba ơi, con cầu mong ba xót thương.
Còn tôi thì tôi là thương cho đọt cho dơi, cố mau dời gót đi cho tôi dạy con. Đừng dội đánh quang một trang hào kiệt gì ở nơi đây. Chết cha không có chỗ. Dạ dạ thưa ba, chồng dạy thì gái chịu đòn, con là con dâu của ba má. Chồng con có gì ba má cứ đánh con đi. Nhưng mà chồng hồi nào? Dạ. Đã cưới hồi nào đâu? Dạ, chồng thời điểm bước. Lại là thể tương lai nữa. Dạ, mà đang trên đây, chồng. Chồng trên sân khấu. Rồi thôi được rồi. Bác đừng đánh chồng con, tội nghiệp anh. Dạ thôi được rồi. Cảm ơn em. Vì con không về quê ăn Tết mấy năm nay, đó là lỗi của con. Con xin lỗi ba má. Nhưng con xin ba má cho con được hát trọn vẹn đêm nay để phục vụ khán giả. Dạ, kính thưa bà con khán giả, tất cả những gì đang diễn ra trên sân khấu ngày hôm nay, đó là câu chuyện thật. Hay quá ạ. Xong Tết này, xong đêm nay, tôi sẽ về quê ăn Tết với ba má. Tôi sẽ không để ba má phải buồn nữa đâu. Thôi đừng có về. Đừng có về. Diễn y chang thiệt luôn em ơi. Tụi tôi mua vé coi nữa. Đừng có về. Cái tụi này hay lắm. Kết thúc có hậu nữa. Tôi luôn tặng bông. Dạ. Dạ tặng cho con. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn mấy anh chị. Dạ. Binh. Ông. Dạ. Thôi mà ông Minh ông à, nhờ con lên đây ba má mới thấy được cái tình cảm mà bà con đã dành cho con, dành cho người nghệ sĩ trong dịp Tết. Thôi thì ba má đã hiểu lý do tại sao mà con không về quê ăn Tết rồi. Ba má không giận con đâu. Thiệt hả? Con có dịp ở đây phục vụ cho bà con thoải mái nha, hết mùa Tết cũng được. Có gì hai vợ chồng tôi lên tới mỗi năm mới diễn cho bà con coi luôn. Dạ con cảm ơn ba má. Có cái gì đâu con. Cảm ơn ba má. Thể tương lai. Dạ thưa ba má, vậy thì con hứa là từ giờ về sau cứ mỗi dịp xuân về con sẽ cố gắng sắp xếp để về quê ăn Tết nhiều hơn với ba má nha. Nói vậy nghe được nè. Ủa gì vậy? Ủa sao cái kết của tôi có bà con mua vé lên diễn luôn vậy đó. Trời đông vậy. Thôi cái này tôi nói thật. Ây da, đau quá, xin phép bà con thông cảm nha, lỗi tại tôi. Tại vì tôi thật sự tôi không muốn cái xuất diễn này nó như vậy đâu. Nhưng mà tại vì thiếu nhiều người quá, thành ra nó mới vậy. Thôi bà con thông cảm giùm tôi nha, đừng buồn tôi nha. Có gì đâu, sao bây giờ mình tập tuồng lại thôi. Mà tập lại cho kỹ diễn cho bà con coi. Không đủ người. Sao không đủ người? Tụi đây nữa làm chi? Ủa anh với chị hát luôn hả? Hát trời luôn ơi, hát luôn. Được nha, tụi tôi là nhóm mà đờn ca tài tử Cà Mau đó, có. Ủa? Đi thi đàng hoàng. Có được giải không? Có. Vậy giải kiến phích. Vậy là được rồi, vậy là có đủ người rồi. Giờ có Kéo Chánh nè, có Trưởng Lão ha, rồi có người ai bộ. Ủa rồi còn ai hát đầu Chánh? Cô này nè ông Bầu, cô này hát hay lắm ông Bầu. Ủa được không? Hát hay lắm ông Bầu. Khán giả thích hả? Dạ. Nếu khán giả thích thì rồi lên 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 rồi có gì đâu giờ lên chừng đa vậy có gì đâu đợi chừng lên. Dạ hát không hay là mày về? Dạ con hát chứ. Hát mày nhảy mình mày vậy giờ hát phải không? Dạ hát. Rồi nếu vậy cho con lên con hát Chánh luôn ha. Dạ. Vậy là thôi mình tập một vở tuồng đàng hoàng để tối nay đúng vào tường mình hát phục vụ bà con cô bác nha. Cha thừa cha thừa tới rồi bà con ơi. Chúc mọi người một năm mới được vui vẻ. Xuân về trên khắp miền quê hương, xuân thắm tươi đóa hoa mai đào, cầu cho cha mẹ sống đời đời con, cầu chúc cho con mãi vui bên cha.
giờ sáng mà con lục đà lục đục, mẹ không có ngủ nghe gì được hết con hết á. Mẹ ơi, trễ giờ học của con rồi. Ủa, hôm nay con đi học hả? Trời ơi, mẹ đăng ký cho con mẹ còn không nhớ nữa. Sáng nay nè, con sẽ đi học nhảy, sau đó rồi con học người mẫu nữa, rồi con còn học toán, học tiếng Anh nữa. Trời đất, con học cái gì mà nhiều dữ vậy con? À ha, quên, con phải học nhiều thì con mới hơn con nhà người ta được chứ. Nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ sáng à, con học ai dạy con? Đi vô ngủ, đi vô ngủ đi. Mới 5 giờ sáng hả mẹ? Ừ. Vậy con đi ngủ đây. Ê, 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 ê. Đây. Nếu như mà bây giờ á, Gia Hân của mẹ mà siêng năng học hành như vậy á, thì con sẽ học ngay bây giờ. Đâu có đâu, con đâu có siêng năng cần cù gì đâu. Tại vì á, con học nhiều quá, cái bài tập nó ám ảnh con nên con mới vậy thôi, chứ con đâu có siêng năng gì đâu. Đó, thấy chưa? Chỉ có những người siêng năng và có trách nhiệm đối với tương lai của mình nên lúc nào cũng ám ảnh về bài học hết đó. Con quả thật là một thiên tài. À, vậy thì bây giờ mình đi ngủ đi mẹ, để sáng mình còn chúc Tết nữa. Mẹ không chi chúc Tết ai nữa đâu. Sao vậy mẹ? Mẹ ơi, con hứa với mẹ là con ở nhà một mình rất là tốt luôn, con sẽ làm đủ bài tập hết trơn, nhưng lại con sẽ không có đi chơi với bạn đâu. Con không nhớ hả? Con không nhớ hôm qua mẹ dẫn con đi qua nhà của Hồng chúc Tết, con không nhớ đúng không? Không, con nhớ mà, con nhớ rõ lắm. À, nhớ mà không nhớ chuyện này ha. Con cô Hồng chỉ nhỏ hơn con chỉ đúng 1 tuổi thôi mà hả, bé nó có thể nói được 2-3 thứ tiếng. Chưa hết đâu, bé nó có thể thi môn toán quốc tế nữa. Đã vậy hả, môn năng khiếu còn có thể thi được Á quân, quán quân 2-3 cái luôn. Con cũng Á quân, con cũng Á quân nè. Đúng, nhưng cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Con không có bằng con của người ta. Hôm qua mẹ định đem con qua bển để con mẹ khoe, cuối cùng á hả, con không bằng cho nên mẹ im ve, mẹ đâu có dám phè. Bạn giỏi mẹ ha. Thôi mẹ con đi ngủ. Dạ. Dạ. Mẹ nói như vậy mà con không hiểu hả? Mẹ ơi. Sao? Có học không? Bây giờ chịu học không? Không, con không đi học nữa đâu, con mệt quá. Không, con phải học. Con không những phải học lúc nào hết mà bây giờ con phải học ngay bây giờ. Right now. Ok. Ok. Nhưng mà mẹ, con chưa biết mùi Tết là gì chưa? Con mới nghỉ được có 3 ngày à. Mấy bạn con được đi chơi quá trời, mà lúc nào con cũng phải học hết trơn. Cãi mẹ phải không? Hả? Nè, con nhà người ta nói 1 tiếng là nghe, còn con nhà này nói 1 tiếng là cãi, 1 tiếng là cãi là sao? Con cũng được nghỉ học rồi mà, đúng không? Ngày 30 nè, ngày mùng 1 nè, ngày mùng 2, con còn đổi gì nữa? Đâu có đâu, cái đó là mấy bạn con nghỉ thôi, con cũng phải đi học mà. Giờ bắt đầu từ đâu hả mẹ? Đó, như vậy mới được không? Mẹ có tìm một gia sư dạy tiếng Anh để dạy cho con ngay bây giờ luôn đó. Bây giờ luôn hả mẹ? Con phải học để con mới có thể hơn con nhà người ta được chứ. Dạ. Vậy thì học nha. Vậy nha. Mà mẹ ơi. Mẹ có hứa với con một điều á, mẹ có nhớ không? Mẹ hứa gì ta? Mẹ hứa là nếu như con đạt giải nhất của cuộc thi môn văn thì mẹ sẽ tặng cho con một món quà. Một món quà? Dạ đúng. À, con đừng có nói với mẹ. Một món quà đó chính là hôm nay con được nghỉ học. Con đừng có mơ. Dạ không phải đâu mẹ. Đó chính là cặp mắt kính 3D thực tế ảo đời mới nhất đó. Con nói với mẹ rồi, mẹ quên hả mẹ? Con muốn chơi game? À, dạ không. Mẹ sanh con ra mẹ phải hiểu ý con chứ. Xin trịnh trọng thông báo, trước khi ba của ai đó đi công tác thì ba đã mua cho con được một món quà là kính 3D rồi nè. Wow. Thích không? Con làm cái gì vậy? Dạ hơn mẹ. Dạ hơn. Dạ hơn. Rốt cuộc là con có lấy món quà này hay không? Dạ có. Đi nè. Kính thưa quý khách, quý khách có thể sử dụng món quà đó một ngày 30 phút. Sao có 30 phút vậy mẹ? À không, 20.
Sao ít quá vậy? Ít quá thì 10. Sao càng ngày nó càng tụt vậy mẹ? Quý khách vui lòng thắc mắc thì tôi cũng sẵn lòng giảm số phút chơi game lại. Vậy thôi. Vậy nói tóm lại là con muốn bao nhiêu? Dạ 1 tiếng. Ok. 30 phút. Còn đỡ hơn 10 phút. À đúng rồi, 10 phút luôn. Mẹ. Thôi mẹ nói giỡn á. Con càng học giỏi bao nhiêu thì số phút con chơi game tăng lên bấy nhiêu, chịu không? Dạ chịu. Còn bây giờ thì mình chơi thôi. Học thôi. Liêu liêu liêu. Mẹ. Làm mẹ thật là hạnh phúc. Học bài đi, học bài đi. Dạ. Học đi, học đi. Sao? Trời ơi, con của tôi á là một thiên tài luôn đó. Em thấy nó nhảy đẹp không? Ôi, tục tưng của mẹ ơi. Ôi, con nhảy đẹp quá à, tục tưng. Ôi, ủa, alo, sao vậy? Mẹ ơi, con mệt quá à. Ôi, thôi, mẹ biết là con mệt rồi. Nhưng mà con thấy không? Con á hả, con phải học, con phải tập luyện thì con mới biết là con có thể làm được điều đó đúng không? Ôi mẹ thương nè. Con biết không, hồi đó đó ba với mẹ hả đâu có điều kiện đâu, cho nên bây giờ á có điều kiện nè, ba mẹ mới dồn hết tất cả cho con đó. Nhưng mà con không thể học nổi nữa, sáng giờ con học liên tục rồi. Mẹ biết là không nổi cho nên mẹ đã chuẩn bị cho con một ly sữa rồi nè. Ôi cục tưng ngoan ơi, đi uống sữa, uống sữa. Con uống sữa xong rồi con sẽ có năng lượng nè. Mẹ thương nè ha. Đó, con uống sữa xong con sẽ có năng lượng để con có thể học môn tiếp theo, đó chính là môn Anh văn. À, mẹ đã mời anh gia sư này rồi. Tuy anh ta á hả là một sinh viên nhưng có rất nhiều thành tích đáng nể. Hello. Ủa chị. Vậy tính ra là em về đây là để dạy cho bé chứ không phải dạy cho chị hả? Đúng rồi, tôi lớn tuổi rồi sao tôi học được nữa. Ồ, nhưng mà em thấy hình như bé hơi mệt đó, hay là hôm nay chúng ta không cần phải học đâu, mình làm quen với nhau là được rồi. Yeah. Dạ, chị yên tâm đi, với cái buổi làm quen này thì em sẽ không tính phí đâu. Nếu như mà chị thích thì em vẫn tính. Oh no. Ý của tôi nói là con bé có năng lượng để học, không những học môn của thầy mà con bé còn có thể học được 2 môn tiếp theo nữa kìa. Thiệt không? Sao em thấy bé mệt mỏi, bé ngủ gục luôn mà. Ôi, đó chỉ là diễn xuất thôi. Phải không vậy? Đâu có, em thấy bé nóng lắm rồi đó. Trời ơi, thấy con bé là thiên tài chưa? Nó mệt mỏi từ cái nội tại bên trong, nó lột ra bên ngoài để nó diễn tả cái mệt, còn đổi gì nữa. Cái gì? Con diễn được tới nhiệt độ luôn hả? Vậy mới gọi là thiên tài. Hay vậy ta. Rồi dần sao? Có dạy học không? Dạ, nếu mà bé học nổi thì dạy thôi. Còn con, có chịu học không? Dạ chịu. Dạy đi. Rồi. Học đi. Ok, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen với nhau nha. Dạ. Hey, can you speak English? Yes. Talk English with my daughter. Ok. Thanks. Wow, tính ra là mẹ em cũng biết tiếng Anh mà sao chịu dạy cho em ta? Tại vì mẹ em biết có mấy câu đó. Được rồi, vậy thì bây giờ em muốn anh nói chuyện với em bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đây? Dạy tiếng Anh đi. Ok, anh tên là Minh, hiện tại anh đang là sinh viên và anh đến đây để dạy học cho em chứ không phải là dạy cho em ngủ. Em còn ngủ lắm hả Hân? Anh nói nhỏ thôi, mẹ em nghe là mẹ em la em đó. Sao mệt mỏi dữ vậy hả? Bộ mẹ em bắt học nhiều vậy hả? Dạ. Mời phụ huynh kìa. Ê ê, sao em mời phụ huynh chi vậy? Phải mời phụ huynh em ra đây hỏi tại sao lại bắt em học nhiều như vậy. Không có, ý là có bữa ít có bữa nhiều à. Nhưng mà ngày nào cũng phải học hết đó. Thiệt tình, em mà bắt học nhiều như vậy á
cũng tại em á. Tự nhiên sao tại em? Ai biết học giỏi quá chi. Tại vì em học giỏi, mẹ em thấy em học được, cho nên bắt em học tiếp, học tiếp, học tiếp. Phải chi mẹ em học dở á, thì mẹ em đâu có bắt em học nhiều vậy. Ờ ha, hay là vậy đi. Ví dụ như là em giả vờ như là em học dở đi, em không làm bài tập luôn, để cho em đỡ phải học nữa, đúng rồi. Khổ nổi là bây giờ mẹ em biết em diễn xuất giỏi như vậy rồi. Bây giờ mẹ em có giả bộ cỡ nào nữa thì mẹ em cũng không tin đâu. Ờ ha, với lại ba mẹ em á, kỳ vọng vô em nhiều lắm á. Em làm vậy ba mẹ em sẽ buồn lắm á. Thì đó, bây giờ em buồn ngủ như vậy, anh mà có là thiên tài á, cũng không nhét chữ vô đầu em được đâu. Hay là chúng ta sẽ nghỉ đi. Anh mới nói gì? Mình sẽ nghỉ. Anh nói có thiệt không? Anh nói thiệt. Làm gì mà la lớn vậy? Ủa, alo, có chuyện gì vậy? À, dạ đâu có gì, em đang dạy cho bé cách phát âm á. A A E I U Ư rồi đó. A E E I Xí. Tiếng Anh A gọi là A mà. À dạ đúng rồi. A A A da. Xí xí xí. A A xí xí xí. Dạ. Tiếng Anh không có A da. Dạ không. A và O. A and O. A và O. O. Okay. Yeah, okay. Amazing. Good job. Thanks. Thấy chưa, em sẽ bại lộ rồi đó. Em biết rồi, nhưng mà cảm ơn anh nha. À đúng rồi, em có trò chơi này nè, hay lắm, anh chơi với em nha. Cái gì chơi hả? Ờ. Trời ơi, ui da. Thiệt tình á, học thì buồn ngủ, mà chơi thì mắt sáng rỡ à. Nhưng mà trò chơi này hay lắm nè. Tê đen tê đen. Chơi cái gì mà chơi? Cái này gì đây? Cái này là cái mắt kính 3D thực tế ảo đời mới nhất đó. Thiệt tình á, ba cái đồ này chơi sao đây? Anh mở ra đi, em chỉ cho anh chơi. Đó, đeo vô là chơi được rồi. Wow, có thấy gì đâu? Là chúa bọt mà. Ồ, phải mở lên hả? Đúng rồi. Đây nè, bật nút này nè. À, đã hả ta? À, vậy thì nhưng mà... Yên tâm đi, anh sẽ giữ bí mật cho. Bởi vì chơi cũng là một cách học mà. Vậy thì mình... cùng chơi. À. Đã thiệt á. Quá. Ở nhà mà cũng thấy được mấy cảnh này hay thiệt. Quá. Wow. Đẹp quá nhở. Hay là mình chơi cái gì ta? Gồng rắn lên mây. Chạy. Bắt ra. Không cho bắt. Chạy ra, bắt ra. Không cho bắt, không cho bắt. Được không? Gắn nha, bắt nha. Không cho, không cho. Thôi, mệt quá à. À, chơi kéo co đi mấy bạn. Kéo co, kéo co. Chuẩn bị, 2, 3. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ây da, ây da. Thiệt tình. Đau quá. Hả? Dạ Hân ơi. Dạ. Trước mắt em là những gì sao may mắn đó. Wow. Bây giờ em mà có điều ước gì á, em hãy nói thật lớn lên đi. Điều ước của em sẽ trở thành hiện thực đó. Có thiệt không anh? Thiệt. Vậy thì em sẽ ước. Em ước á là em sẽ học thiệt giỏi để cho ba mẹ em thiệt là vui. Em muốn á là em sẽ có nhiều thời gian hơn để cùng đi chơi. Em muốn á là mỗi tuần mấy bạn ước gì nữa giờ ta? Ước em ước mẹ không thấy cảnh này. Anh ơi, vô học đi. Vô. Cái gì? À đúng rồi. A B C D. Tiếng Anh không có A B C. A B C A B C D. Thôi. Đủ rồi.
ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. À không, em xin lỗi chị. Chị ơi, thật ra chị đừng có la bé Hân. Mục đích chơi này cũng là do em bày cho nó đó. Chị biết mà, tuổi của bé là tuổi được phát triển và vui chơi một cách thoải mái nhất. Chị mà bắt ép bé học nhiều như vậy á, sẽ đánh mất cả tuổi thơ của bé đó chị. Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc mà. Thôi con đi học liền, mẹ đừng có khóc. Mẹ đừng có la anh nha. Tất cả lỗi là lỗi của con á mẹ. Lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ hết á. Dạ Hân, mẹ xin lỗi vì đã ép con học quá sức của con. Mẹ xin lỗi vì đã so sánh con với con nhà người ta. Mẹ xin lỗi vì đã đánh cắp tuổi thơ của con. Mẹ xin lỗi. Còn cậu nữa. Dạ. Tôi cũng xin lỗi cậu nhiều nha. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn cậu luôn á. Tại nhà có cậu mà tôi nhận thức ra được điều này. À, học phí hôm nay cho phép tôi gửi nha. Phải vậy chứ. Hả? À, dạ không. Em nói là chị phải cho bé học được ít lại chứ. Còn cái chuyện học phí thôi em không nhận đâu. Em cảm thấy vui vì chị đã nhận ra được một điều là việc học bé đã quá tải rồi. Chị cũng biết đó, ngoài những môn văn hóa ra thì để bé học những cái môn nào mà bé yêu thích thôi. Chứ mỗi bé nó đều có sức khỏe và khả năng tiếp thu có hạn mà. Lúc nào chị cũng ép bé là phải bằng con nhà người ta thì tạo cho bé một áp lực kinh khủng lắm. Tôi hiểu rồi. Từ đây về sau á, tôi hứa, mẹ cũng hứa với con luôn là sẽ sắp xếp cái chuyện học và chuyện chơi của con một cách hợp lý nhất. Chịu không? Dạ chịu. Mẹ ơi, con đói bụng quá à. Sáng giờ con chưa ăn gì hết. Trời ơi, bắt con học không cho ăn gì luôn hả? Tôi biết lỗi của tôi rồi. À, anh ơi, hay là anh lại ăn bánh tét với em đi, ngon lắm á. Thôi được rồi, anh còn đi qua chỗ khác dạy cho mấy bé khác nữa. Nhà mình có dưa kiệu chứ chị ạ? À, có trứng bắc thảo được luôn. Vậy thì mình cũng ăn nha. Thì ăn thôi. Rồi, hai anh em ngồi đây đợi nha. Dạ. Mẹ vô mẹ dọn cho con với lại anh ăn ha. Dạ. Đợi xíu nha. Dạ. Cái con này. Quá. Nữa đâu mà cái gì hậu đậu dữ vậy, nấu có nồi chè kêu canh lửa cũng để khét nữa. Bởi vậy đẻ mày ra thôi, đẻ ăn chục hột vịt ăn Tết còn ngon. Trời, mà đẻ ăn chục hột vịt ăn được có mùa Tết à, còn đẻ con mà ăn được cả đời muốn gì nữa. Đẻ ra không có nhờ được cái gì. Bây giờ ba hỏi con nè, con giúp bích được gì cho ba? Ba quên rồi, ai sáng sớm đẩy xe chè này ra chợ cho ba bán? Thì con, thì đó, khuya đó ai là người ngồi canh cái nồi chè cho ba? Là con. Thì đó. Vậy thì ai mà canh nồi chè khác để người nào nấu lại? Là ba. Thì đó. Chiều ai là người đợi ba về nấu cơm cho ba ăn? Thì ba. Thì đó. Mày đó không? Ủa, là con mà.
con cũng nấu đó con nấu giỏi lắm. Mà con nấu cho ba ăn bữa sống nè ha, rồi bữa khé. Rồi thôi để tao tự nấu luôn. Ủa? Tao nấu cái tao sai mày đi chợ. Đi chợ kêu mày mua cá mày mua gì? Mua cua. Rồi mua cua. Mua con tôm. Không bao giờ mà làm đúng ý tôi hết á trời. Bởi vậy tao nói cha con mình không có hợp. Mệt quá trời à. Bây giờ nè. Dạ. Chạy qua ngoài chợ ngay cái sạp đậu sạp đường của ông Khải bà Kha á, ginh đậu về cho ba. Tôi cũng làm được, an tâm đi, con làm được. Con sẽ làm được, anh tâm. Được không đó nghe? Được mà. Con mà tối ngày nó hậu đậu. Ai ăn chè không? Chú Trên. Ơi con. Cho cháu chén chè chúa chút chiếu. Cho cháu chén chè chuối chút chiếu, chờ chú chút chuối chưa chín. Trời trời, chờ chuối chín cháu chết chắc. Chờ chén chè chuối chút chiếu mà cháu chết chắc chắc chú chết chùm é he. Rồi mắc gì đang nói chứ chờ chú nói như é hen. Nói rồi là gõ cái này lên đầu nghe, chưa mở hàng nghe. Đừng có ghẹo tôi à, lại đây mua chè rồi tự nhiên nói chữ chờ chi cho tôi liệu. Con giỡn chú một chiếu thôi. Con chén chè chuối đi. Chén chè chuối ha, chén chè chuối, chờ chút chút chuối chế chuối. Chuối gì mà chuối chú? Chỉ nó mới an toàn vệ sinh thực phẩm mày. Trời ơi, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn. An toàn đàng hoàng, tao nấu là rất là ngon. Chú làm gì á? Bỏ con rùi ra. Chạy mà an toàn vệ sinh thực phẩm. Mày không biết vậy chứ. Con rùi nó thấy nồi chè ngon quá, cái nó bu vô nó ăn xong cái nó no quá, nó nằm nó ngủ cái tao múc nó ra chứ có gì đâu. Thầy, chú còn dán nè. Con gì? Dán. Con gián này là gián điệp của con ruồi. Ghê hả? Kẹo mày thắt đây là bột năng bột bán nè. Cái tao nặng vô cho cái đầu tao bỏ màu cánh gián vô cho nó sinh động. Ở đâu ra có con gián? Ở nè, chè chuối nè, phải không con? Cảm ơn chú. Rồi. Buông sáng tạo quá. Rồi, ăn đi, ăn đi. Ơi, cho con chén chè đậu. Rồi, có chén chè đậu luôn. Nè. Rồi. Cho con chén chè trôi nước. Rồi, chén chè trôi nước nha. Rồi đợi chú xíu. Nè. Ơi, cho con chén chè khoai môn. Rồi có chè khoai môn luôn. Anh hai ơi, em đói bụng quá anh hai. Trời ơi, kéo nó nặng quá. Anh hai ơi, em buồn ngủ quá, em ngủ nha anh hai. Em dựa vào chân anh hai em ngủ đi. Anh hai hát ru cho em ngủ ha. Dạ. Ví dầu cầu giang đông đình, đầu em nặng quá chân anh tê nè. Ủa cái đầu em nặng lắm hả anh hai? Cái đầu em như cái tạ vậy em. Em xin lỗi anh hai nha. Thì bởi vậy nhưng mà không sao, anh hai bỏ lỗi cho em đó. Không mấy giờ anh hai hát ru em ngủ mà anh hai đừng hát cái bài đó nữa. Anh hai hát cái bài mà nói về cuộc đời của hai anh em mình đi. Rồi anh hai nhớ rồi, nằm xuống anh hai hát cho. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, công danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Anh hai ơi, ủa gì vậy? Mình đi qua mấy chục cái hè luôn rồi anh hai mà không có gì ăn hết trơn, em đói bụng quá. Trời ơi, trời. Không phải chỉ mình em đói bụng, anh hai cũng đói bụng nữa. Em còn cứu khoai nữa anh hai. Yes, con cứu khoai là yes. Trời ơi là trời, chỉ con cứu khoai này làm sao hai anh em ăn nổi. Thôi để anh hai làm anh hai ăn cho. Anh hai! Này anh hai ơi, gia tài còn có củ khoai. Trời ơi! Chẳng lẽ anh đành vô tâm lấy ăn, để em một mình đừng nhìn em đôi mèo. Em ơi hiểu cho anh, anh đây đâu thèm ăn khoai, nhưng anh nàng đôi vai, không ăn thì sức đâu lôi được em. Ơi! Có ăn gì đâu. Trời ơi, nói vậy chẳng khác nào tu du quán giáo hòa. Sẵn có mọi người đây, có chú Chín, tâm sự thiệt với chú Chín. Nói đi con, thực sự là con làm ăn cũng được chứ bộ. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian con bị thất nghiệp, không có đủ tiền trả trò mấy cái chiếc xe này nè, để đẩy nó, tưởng đẩy nó cho nó khỏe, ai ngờ con mệt. Gom góp được số tiền nấu một nồi thịt kho hột vịt. Trời ơi, Vũ. Con nấu 100 trứng, con kho nửa con heo. Thằng ấy,
mày có nồi thịt kho hột vịt mà nửa con heo, giàu có dữ mày. Không có giàu có thì mình gom góp, mà lâu lâu thèm thịt kho hột vịt có tiền phải mua chứ chú. À, con đi dành bụng bụng mà ăn được từ mùng 1 tới đến mùng 10. Ừ, trời ơi, còn sao? Nó ăn tới mùng 2 là hết rồi. Ăn. Mày ăn cho tàn bạc hay gì? Mày ăn dữ vậy? Tuổi con tuổi ăn tuổi lớn mà chú. Con nhiêu tuổi? Dạ 7. 7 tuổi? Dạ đúng rồi. 7 tuổi hay 7 đứa nhập lại thành một. Nó ăn chỉ nghèo là đúng rồi. Nó không cho con ăn gì luôn. Nó có chừa. Nó chừa gì? Nó chừa nước với vài củ kiệu. Cơm ngon. Dạ con ăn điếc mặt đỏ lồm. Đỏ lồm. Ngày hôm nay qua ăn chè ngọt ngào mặt tái xanh lại. Cho nó nhạt nhòa lại. Ăn chè. Ăn chè. Vô đây, vô đây, vô đây ủng hộ chú. Ủng hộ chú kìa. Ăn chè. Phan, từ từ, từ từ. Mày đứng yên. Tiền, tiền trao chè múc. Bao nhiêu một chén chè? 5.000 chén. Ý là Tết nhất mà chú không đổi giá luôn. Không, con sao bán vậy? Bán cho bà con ăn mà. Dạ, trời, có 5.000. Ừ, 5.000 dạ. Thì còn 3.000. 3.000 cũng bán luôn. Ăn chè gì? Chè khoai đi. Chè khoai. Dạ. 3.000 ba cục khoai. Ừ, với 5.000 là mấy cục? 5.000 8 cục khoai. Bán buôn gì gấp bội vậy? Trời, bán gì khách hàng mới thích. Thì thôi, không ăn chè này, ăn chè khác. Chè gì? Chè chuối đi. Ăn chè chuối. 3.000 nửa trái chuối. Thì còn 5.000 bao nhiêu? 5.000 ba trái chuối. Ủa sao bán gì gấp bội vậy? Chiến thực kinh doanh. Nói chứ lại đây nè, 3.000 gì nè, cho tiền lại nè. Ủa, chứ ta cho anh em mỗi đứa một chén. Yeah. Em ăn cái gì, em không ăn cái này, em ăn cái này. Hai ăn gì? Anh hai không ăn cái này, anh hai ăn cái này. Thôi đem bưng hai nồi chè đi luôn đi, rồi muốn ăn cái gì đó em. Ủa nói, ủa mà chứ có em ăn cái nào? Em không ăn cái này, em ăn cái này. Ăn này mập đó. Ủa cái này. À. Anh hai ăn gì? Anh hai không ăn này, ăn cái này. Cái này mập á. Mập trong chỗ này. À. Hai mày ăn hai nồi không? Hả? Đã cho ăn rồi mà còn ginh cái nồi chè người ta đang bán xuống đây nữa. Ginh lên cho tôi. Cũng lựa vừa phải thôi chứ. Lựa tưa nồi chè hết vậy. Nè, qua bên đó ngồi ăn chè. Không được ăn. Ai vậy? Anh đâm chuồng nè. Khỏi vỗ tay, khỏi hoan hô. Tiền nhà, tiền góp, tiền trọ, nhanh lên. Từ chưa có. Có nhiều đường nhiều, nhanh lên. Gửi gói tôi được không? Được, đưa đây nhanh lên. Hả? À. Vui lên, cười lên. Bình thường cho mượn tiền mặt mày hí ha, hí hửng dễ thương, vui lắm. Sao mặt vụ vậy? Khỏi cười, giả tạo lắm nha, khỏi cười. À, mày sao mày thấy ghét quá trời. Hết hồn hết vía chú. Mày lại đây mày rần vậy. Gia đình mày chắc hãnh diện vậy mày lắm ha. Hãnh diện lắm á chú. Trời ơi, người ta là có mỏ dầu nè, mỏ vàng nè, mỏ than nè. Nhà mày có nguyên cái mỏ hổn của mày đó. Vừa phải thôi, chỗ tao buôn bán làm gì mà lại đây chửi. Trời đất ơi, tôi nói vậy đúng không mọi người? Ừ, đúng. Đúng không hai anh em? Đúng không? Đúng. Dạ, đúng. Ủa, người quen nè. Anh năm chuồng chuồng nè. Anh nè, năm chuồng chuồng nè. Ủa, sao bay tới đây chi vậy? Kiếm hai đứa đó. Kiếm hai đứa làm cái gì? Tiền nhà. Tới tao cái tiền nhà. Đưa mau đưa lẹ tới tháng cái tiền nhà. Anh đừng vỗ mà vỗ mặt em luôn anh. Anh control được cái tay mà em. À, chuyện làm gì? Hả? Tiền mà nhà đó. Ủa đó làm sao cưng? Anh hai. Sao anh hai nói tao không hiểu vậy cho vậy? Nói hộ anh hai đi em. Ý là cái nhà tiền đó anh. Ừ. Ủa lần sau ta là cuối cùng là có trả tiền nhà không em? Dạ có chứ, mình ở người ta mình phải trả tiền cho người ta chứ. Đúng rồi. Có cái chữ, chữ mà nói anh mắc lòng mắc dạ liền nè. Mắc mắc lắm. Cái chữ là nói đi. Khất. Ủa là thôi đúng rồi anh ơi, ta sao? Nghèo khổ mà chúng ta khất đi. Ok đi thì bây giờ là cho khất nha. Nhưng mà tôi là tôi mê lô tô lắm. Ồ. Bây giờ đấu với tôi đi. Nếu mà thắng thì tôi cho khất, được không? Chơi luôn tụi con chứ sợ gì nó. Tao làm giám khảo cho. Đúng rồi, chú chủ nhà chú làm giám khảo đi. Tao công tâm nhất cho, bây giờ tao chia đội. Mày qua đây, hai mày qua đây. Dạ sao chú? Giờ chia đội luôn nha. Chia đội sao chị đi. Hai anh em bay đội. Dạ. Một mình nó đội, vậy là công bằng. Công bằng. Ủa? Ba. Cái gì vậy? Mày làm gì mày la làng vậy? Nãy bà kêu ông đi ra cái sạp ông Khải và Kha đó. Ừ, sao? Đóng sạp ơi. Đóng sạp? Ủa tại sao đóng sạp? Mới hay tin. Hay tin gì? Hai chồng ly dị rồi. Hai giờ Tết trước mà tự nhiên vợ chồng ta ly dị mày vui. Kệ đi, bỏ nó quăng bên đi. Có chuyện này rồi, con hữu ích rồi. Đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Con dân nạn đội. Vô đội với tôi. Dạ, ủa con mới ngoài kia chạy đội. Đang thi lô tô, con vô con hát phụ nó. Bây giờ chơi nha. 1 2 3 chơi. Tôi xin nói cái thể lệ cuộc thi này. Ai hát về bài xuân bài Tết mà có con số bà con ở đây thích là đội đó thắng, được không? Ok. Hey, yo. Hey, hey. Woo. Hey, hey.
mấy kỳ đây, mây mấy kỳ đây. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biết rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá trổ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Con số ba, con số ba là cờ ra con mấy, còn mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Luôn vẫn tung tăng bay là đà, mặt trời mây buồn nhạt trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong đời xa vời, chờ một tuần đến đây cùng ta. 53 lớn con, mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy cái gì ra ra mấy gì ra mấy gì ra 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 ra. Nói vậy đây. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ biết thật thờ. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn. Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt ngài. Để rồi thắm say, để rồi ngất ngây. 27 quá hay luôn. Rồi quê về về. Ủa chị quê còn sao là sao chú? Thì bây giờ hai bên nào cũng hay quá trời luôn à. Tình làng nghĩa xóm tết nhất rồi hát ca vậy cho vui đi, cự cãi làm chi? Tiền của con mày giàu có quá mà mày đi cho gian lời cắt cổ vậy? Trời, đâu có chú. Tiền con cho mượn là con làm phước, con cho mượn cho vốn thôi chứ con đâu có ăn lời các bạc nào đâu. Nó có ăn lời không tụi con? Dạ không chú. Ủa không có ăn lời hả? Con lời. Vậy là được quá trời rồi, thôi cho người ta khất đi. Dạ thôi cho khất nha. Ừ. Nói chung là ở đây là tôi cho khất hết nha. Ừ. Dạ. Còn hai anh em này nè. Dạ. Bỏ cái xe đó đi. Ừ. Nhưng mà đây là xe của tụi em đi đường. Con chiếc một. Dọn về phòng trọ tôi ở. Anh cho tụi em ở lại trọ hả? Ừ. Thấy anh rất là tốt luôn á. Dạ. Anh ông chuồng nè, anh đúng cái câu mà cái câu mà ông bà ta nói đó. Sao? Câu gì? Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay đúng cao rồi thì nắng, bây giờ là anh. Hay quá. Thôi bây giờ nó cho về phòng trọ ở đúng không? Nếu mà không có việc thì làm qua phụ chú bán chè. Chú cháu mình có chuối ăn chuối, có chè ăn chè. Dạ. Cái đầu chú cho ít tiền, cái mỗi tháng cái này trả tiền nhà cho nó. Đúng rồi, vừa ăn chuối vừa ăn chè cái mập ra giống chú. Ủa hay không quá. Còn con nữa. Ủa con sao? Lớn rồi thay đổi đi, phải lo đi làm kiếm tiền, không có hậu đậu nữa, hiểu không? Rồi bà yên tâm đi, con hứa bà qua cái mùng 4 này thôi, tính việc làm liền luôn. Rồi hứa nha. Dạ hứa. Đó bây giờ nè bà con ơi, bây giờ mình ăn Tết vui vẻ quá trời rồi ha. Dạ. Tôi nói bữa nay là mùng 4 là tôi khai trương, bà con chỉ cần ăn Tết vui vẻ đi, không lo không nghĩ gì nữa, tập trung làm ăn phát tài. Ngày hôm nay tôi không có tính tiền. Trời ơi. Xuân là con gái của con là nó ở nhà với gia đình rồi. Bây giờ là con phải chuẩn bị lên trên thành phố. Dạ. Ha, bắt đầu một năm mới. Ráng, mọi việc là phải hanh thông suôn sẻ nghe không? Dạ, cảm ơn má. Đi lên trển là phải giữ sức khỏe nghe chưa? Dạ. Rồi chừng nào rảnh là phải về thăm tôi chứ đừng có đợi Tết nhất rồi mới về đó nha. Con biết rồi, con biết rồi. Má có để sẵn cho con trong cái giỏ đồ ăn nè, bánh tét với lại là đồ ăn đồ này kia nọ là má gói hết rồi. Chừng nào mày đi là bay sách lên trển mày ăn. Nhớ hâm lại đàng hoàng. Rồi, nhiệm vụ của má với bài coi như là xong. Dạ. Rồi giờ tới nhiệm vụ của con đi chứ. Má chờ nè. Ủa là nhiệm vụ con là nhiệm vụ gì má? Ủa chứ con hứa với má gì giờ con nói chuyện gì chất quốc vậy? Ủa con hứa với má gì? Con hứa với má là sao? Ăn xong mấy ngày Tết rồi con sẽ dẫn người yêu con về gặp má đó. À cái mặt trời ơi, đây là xạo với má đúng không? Dạ. Mày lừa má nữa hả? Thì tại giờ thì cái gì? Thôi được rồi, nếu con không có ai dắt về thì con đi theo má. Ủa khoan. Ủa đi đâu vậy má? Đi qua nhà thằng Toàn.
Ủa, đi qua nhà ông Toàn chi? Đi qua bển này hai bên gặp nhau nói chuyện làm cưới luôn, khỏi nói nhiều. Trời má, cái gì mà cưới hỏi gì mà làm lẹ như vậy, đâu phải muốn cưới là cưới đâu. Chứ con hẹn với má mấy năm rồi chứ có phải năm đầu tiên đâu. Thôi, con nói với má rồi, người mà con cưới là phải là do con yêu con mới cưới được chứ đâu phải là mai mối kiểu đó đâu. Mệt bay quá, giờ bay yêu ai bay nói lẹ đi, còn không thì đi qua bên nhà ông Toàn. Cái gì á? Nãy giờ con canh đồng hồ thôi. Hả? Chứ ảnh tới rồi. Có thiệt hả? Ảnh đúng giờ lắm, với lại đúng nhịp nữa. Bây giờ má phải đếm đúng cái nhịp. Trời ơi, mày làm cho tao đi thi vậy trời. Thiết nhịp đồ. Ảnh là phải vô nhịp ảnh mới vô được. Rồi tao đếm nhịp là vô nha. Dạ dạ dạ. 1 2 3 vô. Đâu? Trời. Nó đâu? Không có, mày lừa má nữa. Trời má ơi, cái nhịp này là nhịp vô nhảy lâm ba đa cha 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 nha má. Cái nhịp này nhanh quá làm sao mảnh vô kịp. Chứ giờ sao? Chậm lại. Chuẩn bị nè. 1 nè. 2 3. Anh đặng em. Bây giờ chứ em. Cái thằng này. Dạ. Đâu đây? Dạ, hôm nay con biết là có hẹn với bác, cho nên là con mới vội vàng đi đến một tiệm hoa gần nhất và đã chọn ngay một bó hoa hông héo để tặng em nữ. Trời ơi, mày đặt ghê. Thôi được rồi, đầu năm đầu tháng coi như vậy là con cũng có lòng rồi đó. Dạ. Hôm bữa mùng 1 về lì xì cho con rồi đúng chưa? Dạ. Rồi giờ tránh ra cho người lớn mới kịp. Rồi đâu? Nha. Dạ. Nó đâu? Dạ, nó nào? Thì mày kêu ai đi vô đây đâu? Dạ thấy gì? Kim dạ. Động, người yêu của con. Dạ. Người yêu. Ủa, gì á, gì? Nó sợ á. Ủa, sao vậy? Sao vậy má? Trúng gió phải không? Ôi, bớt giỡn đi con. Ủa sao vậy? Không, cái khúc này mình bớt giỡn lại. Nó con đâu có giỡn mà. Không, bớt giỡn, sợ ha, má sợ. Tại vì má chưa quen á, má quay qua má nhìn kỹ cái là má quen liền à. Sợ. Sợ. Vậy gì? Nghe nè, mày hết người thương rồi sao mày thương nghe nói vậy cô? Thôi thôi thôi, đi về đi con. Mày là mày kêu nó qua đây giả làm người yêu của mày để má khỏi bắt mày lấy chồng đúng không? Không có, tại vì tụi con gắn bó thân thiết với nhau từ hồi thở thiếu thời tới giờ, cho nên là nó nảy sinh tình cảm. Dì ơi, không, dì, sợ, dì. Sợ, sợ, thiệt sự là sợ, vẫn không thể chấp nhận được cái chuyện này đâu. Mẹ, con năn nỉ má. Không, mẹ. Má không chấp nhận được cái chuyện này đâu. Dì ơi, thôi để con nói cho dì luôn, con với lại em nữ đã sống với nhau. Hả? À, dạ, dạ, ý là sống chung trong cái xóm này. Ừ. Dạ, 20 mấy năm đã ăn chung với nhau, 20 mấy nồi bánh chưng rồi. Cho nên là cái chuyện mà nảy sinh tình cảm với nhau, nó là chuyện rất là bình thường. Sao con không chọn một đứa nào trưởng thành hơn đó con? Bác! Bác nói như vậy là bác xúc phạm con đó. Con đã trưởng thành cách đây 2 ngày. 2 ngày rồi đó bác. Trời, 2 ngày trước con trẻ trâu dữ lắm, nay con trưởng thành. Sao mà chống đầu lôi đuôi vậy? Trưởng thành là phải trưởng thành được 10 mấy 20 năm chứ. Được rồi, bớt giỡn lại nha. Cái chuyện này tới đây là vui rồi. Còn con đi qua coi mắt Toàn là chuyện sớm muộn thôi. Con nói thiệt mà, Kim Đồng là người yêu con thiệt mà. Má tin đi má. Thiệt hả? Dạ thiệt. Dạ. Thôi được rồi, tao vô tao nói chuyện với ba của mày. Ủa ba mất rồi, má nói chuyện với ai? Nghe tao nói chuyện với ông. Trời, má bà hay nói chuyện mình vậy đó hả? Tại ông á, má tôi xém vừa tin rồi, tự nhiên cái ông nói 2 ngày trưởng thành vẫn biết nữa. Tôi là tôi nói thiệt, có sao tôi nói vậy. Còn bà đó sao? Trời ơi, bà cứ bắt tôi làm mấy cái chuyện này. Ủa, má cười quá, mấy người đồng ý với tôi rồi bây giờ mấy người thái độ vậy là sao? Nhưng mà không sao đâu, má tôi á kiểu là lẫy lẫy vậy thôi á, chứ má tôi ok ông á. Má tôi thương ông từ đó giờ mà. Phải không? Bây giờ nói chung là cái bước 1 là ok đó. Ok. Bây giờ tiến hành bước 2 đi. Bước 2 làm gì nữa? Nhìn thẳng vô mặt tôi. Nhìn sâu vô mắt tôi. Ừ. Có cục ghen kìa. Vô viết. Sao? Hôn tôi đi. Hey, không có được. Trời là trời. Hay từ 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 từ. Hôn tôi đi. Chị Diệp. Hey. Trời ơi, tôi chơi với ông 20 mấy năm nay rồi tôi mới biết là ông. Vậy hả? Là gì? Thì ông. Trời trời ơi. Đúng không? Có không có không có. Chứ sao? Tôi chơi với bà 20 mấy năm. Ừ. Tôi coi bà giống như là 2 thằng bạn vậy đó. Bây giờ mà kêu tôi hôn bà. Ui. Nhợn nha. Ui thì có sao đâu. Nếu mình thân nhau thì mình hôn nhau là chuyện bình thường mà. Hôn tôi đi. Rồi sao mình gài. Lúc mà má ra hai đứa mình hôn nhau, má thấy mới tin. Thôi tôi phải có gu của tôi chứ. Gu ông sao? Kiểu con gái da đó phải trắng. Trắng rồi nè. Mà cái cổ đen. Ủa gì vô duyên vậy? Ừ vậy mới dễ thương. Dáng người phải cao ráo. Tôi mang giày độn vô. Mà cái lưng gù. Trời đất ơi. Ừ. Ôi dáng người cao mà lưng gù. Đặc biệt cái giọng phải trầm. Được chưa? Được chưa? Vậy được chưa? Chưa. Vậy được. Đúng gu rồi đó. Trời ơi! Mày
mới làm cái gì? À dạ 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 con đâu có làm. Tại sao mày lấy cái mỏ mày quánh vô gò má của nó? À, dạ dạ không. Mày còn nói không quá hả? Dạ dạ không. Không giống như bà nghĩ đâu. Con quánh vô mặt mày bây giờ đó. Trời đất ơi, con gái người ta nha. Rồi còn con nữa. Dạ anh chào chú. Sao con gái mà để nó lấy cái mỏ nó quánh vô gò má con để yên vậy? Hả? Dạ. Tụi mày có cái gì với nhau? Dạ. Tụi mày có cái gì với nhau? Dạ không có gì hết. Tụi mày quen nhau phải không? Dạ không có. Ai cho tụi mày quen nhau? Dạ quấn này nè. Ai? Chính hả? Sao? Tại sao chính tác hợp cho hai đứa này đến với nhau kỳ vậy? Tại sao tôi không được tác hợp cho hai đứa đến với nhau kỳ vậy? Trời đất ơi, tôi nói cho chính nghe. Thằng này nó là con của tôi. Ờ. Mày muốn lấy ai cũng được. Mày muốn quen ai cũng được. Dạ. Nhưng không được quen con gái bà Chính. Ủa? Tại sao nó không được quen con gái tôi? Tại vì con gái bà Chính là con gái bà Chính. Ủa? Kỳ thị con gái tôi là gì? Tám không kỳ thị con, nhưng mà con không thể làm dâu của Tám được. Nhưng mà... Ủa sao kỳ vậy ba? Ủa mắc gì mà con gái tôi không làm dâu ông được ta? Không thể nào được. Tôi nói được là được. Hai đứa nó thương nhau, bây giờ tôi là tôi đồng ý rồi đó. Ủa con cứ đến với nhau đi. Bà không được đồng ý. Nếu mà bà đồng ý thì bà phải lấy tôi. Đầu năm đầu tháng không nói bậy nghe. Không nói nhiều, không nói nhiều. Tụi bay nè, cho 10 ngàn. Dạ. Ra mua nước mía uống đi. Dạ, con chưa có khát à. Đi ra uống nước mía cho người lớn nói chuyện. Dạ con đang kiêng đường. Kiêng đường thì ra kêu dắt danh dắt tắt vô. Dạ 10 ngàn 2 ly không đủ. Trời ơi, sao đúng rồi. 10 ngàn thì mày chụm vô uống chung nữa hả? Dạ, dạ. Không được. Trả lại tao 10 ngàn, dạ. Cho con 20. Dạ. Uống 2 ly, nhớ không được ngồi gần nghe chưa. Dạ. Tách ra hai đứa hai bàn, xa dạ. Nhau ra. Dạ, dạ. Đi. Ai cho nắm tay? Dạ. Không có nắm. Bây giờ tụi nhỏ nó đi rồi đó, Chính không còn phải che giấu nữa. Che giấu gì? Tại sao Chính dám cho hai đứa nhỏ nó thương nhau? Chứ tại sao tôi không được cho hai đứa nhỏ nó thương nhau? Trời đất ơi, Chính cho hai đứa nhỏ thương nhau thì làm sao mình thương nhau được? Thôi, đừng nói vậy, ta nghe được ta cười. Trời nghe cười, tôi quánh gãy răng hết vợ rồi. Đầu năm đầu tháng hung hăng. Trời đất ơi, đầu năm nhiều chuyện à, lại tôi nói Chính nghe nè. Bây giờ Chính nghĩ đi, nếu như hai đứa này mà cho nó lấy nhau, nó thương nhau rồi nó sẽ cưới nhau. Rồi bây giờ tới cái ngày cưới đó, không lẽ bây giờ tôi với Chính là ông xui với bà xui? Thì đúng rồi. Rồi không lẽ ông xui đang nói với bà xui I love you ok. Ê, nó bậy gì? Tâm trạng tôi muốn vậy mà nó bậy gì? Chứ mày nhớ kỹ là chuyện ngày xưa đi. Ngày xưa má của thằng Đồng khi mà sanh nó ra, bà bị đẻ khó, cho nên chẳng may bà qua đời. Tôi phải gà trống nuôi con, một tay tôi nuôi thằng Đồng. Rồi bên nhà của Chính, Chính cũng vậy. Một mình Chính sinh con ra khi không có chồng bên cạnh. Rồi ai lo cho Chính, Chính nói đi. Tám lo. À, rồi khi con bé nữ nó đầy tháng, ai lo đầy tháng cho nó? Thì Tám lo. À, rồi khi thôi nôi ai lo cho nó? Thì cũng Tám lo. À, thấy chưa, tất cả tôi lo hết. Tôi như một người cha của nó mà không có một danh phận gì hết. Tôi tỏ tình với Chính, Chính nói sao Chính nhớ không? Thì cho tôi xin 10 năm. Lúc đó tụi nó mới đẻ, xin tôi 10 năm tôi thấy thôi cũng được. Hai đứa nó còn nhỏ quá. 10 năm sau tôi lại tôi tỏ tình. Chính nói sao Chính nhớ không? Cho tôi xin 10 năm nữa. Lại 10 năm nữa, lúc đó hai đứa nhỏ nó 20 tuổi. Tôi lại tôi cầu hôn rồi nói sao nữa? Thì cho xin thêm 10 năm nữa. Là bây giờ tụi nó 30 tuổi. 30 năm tôi ngồi tôi có đếm lịch hết năm này tới năm kia. Tôi chờ Chính 30 năm rồi đó, Chính một đời người rồi. Tám ơi, Tám phải hiểu cho tôi. Cái thời điểm đó là lúc mà chồng tôi mới bỏ đi, tôi không thể nào mà ưng Tám được. Bà con hàng xóm người ta nhìn vô người ta cười. Rồi sau đó 10 năm, tôi có phải đợi cho con tôi nó lớn lên rồi tôi mới tính tới chuyện của mình được? Bây giờ tôi nó 30 tuổi rồi đợi gì nữa? Nó chưa có trưởng thành. Trời ơi, 30 tuổi chưa trưởng thành, chờ chừng nào mới trưởng thành? Thôi mệt quá, tôi nói chuyện Tám mà Tám đi về Tám ơi. Không, gì tôi nữa? Ngày hôm nay tôi không nói là tôi không thể nào chịu được. Không có nói gì hết, ta đi đứng về lại, đi. Chính đứng lại. Đi về giùm tôi đi. Đối mặt với tôi nè. Nhìn thẳng vô đôi mắt tôi. Nhìn vào mắt tôi, Chính thấy gì trong đó? Cái lông mi. Trời ơi, tập trung nhìn sâu vào mắt tôi. Tập trung lại, nhìn sâu vào mắt tôi. Dừng lại. Trời ơi ba ơi, sao ba lấy cái môi của ba quất vô môi của bác Chính vậy? Ê, không có nghe nói bậy nói bạ đi. Có còn thấy rõ ràng hai người đến với nhau từ khi nào? Hai người đến với nhau tại sao hai người không nói cho tụi con biết? Tao làm hết á, được không? Tưởng đâu tao sợ tụi bay hả? Nuôi tụi bay 30 năm rồi, tụi bay trắng da dại tóc hết rồi, thì bây giờ phải giây phút để tụi tao sống cho cuộc đời tụi tao chứ. Tao chờ 30 năm rồi mà.
đời người có bao lâu đâu. Bây giờ nói thẳng ra luôn đó, tụi bay không bao giờ được lấy nhau, bởi vì tao sẽ cưới bà Chính. Tám nói vậy là tám ích kỷ lắm, tám ngăn cản tình cảm của hai đứa nhỏ là không có được. À, một người đã tự thú trước bình minh, còn một người vậy cái gì nữa, gấp gì nữa Chính ơi. Tình cảm của má làm sao mà nói luôn đi, tao đâu có tình cảm gì đâu. Thôi má cứ giấu hoài à. Thôi mà ba, trời ơi con biết rồi, nãy giờ con đứng ngoài con nghe rồi, bây giờ một ngày cũng không đợi nữa ba. Đúng ba, tỏ tình bác Chính cho con. Cảm ơn con đã cho phép ba, cảm ơn con. Con đã cho phép rồi, không còn gì ngăn cản chúng ta được nữa. Chính ơi, sợ về với anh Chính ơi. Sợ á má. Con nói thiệt với má luôn nè, thật ra con với lại Kim Đồng là không có yêu đương gì với nhau hết trơn á. Hai tụi con chỉ cố tình làm như vậy để cho má với lại chú Tám lần có cái động lực để nói ra những cái tình cảm với nhau bao nhiêu năm nay thôi. Bây giờ chú Tám nói rồi, giờ má nói đi. Trời ơi, tính ra hai đứa nó không có dính với nhau luôn. Dạ. Như vậy mình càng dễ đến với nhau nữa. Tới luôn bác Tài ơi. Trời ơi, trời ơi, chụp được rồi. Chụp được thôi. Hơi chật cả độ nha. Tám. Tám đây. Nụ hôn của Tám hả? Đó. Trả lại cho Tám nè. Sao trả lại cho tôi vậy? Thôi không có được đâu. Ủa? Mà ủa? Má, tôi nói là không được là không được. Mấy người đừng có nói chuyện nữa, rồi tôi đuổi về hết giờ đó. Tại sao không được? Bây giờ Tám nhìn đi, hai đứa mình đầu hai thứ tóc rồi, hồi trẻ không đến được với nhau thì thôi, tự nhiên bây giờ gần đất xa trời rồi, nói chi ba cái chuyện yêu đương đó. Người ta nghe được người ta cười sao? Hồi trẻ Chính cũng nói với tôi sợ người ta cười. Thôi đợi từ từ, 10 năm rồi lại 10 năm. Bây giờ già rồi cũng sợ người ta cười. Nếu sợ người ta cười hồi xưa nói đại đi. Không thương tôi nói hồi xưa đi. Để tôi dành cho cả thanh xuân tôi lo cho hai mẹ con mấy người. Rồi bây giờ nói không thương tôi. Đúng là má nói má không thương, nhưng mà rõ ràng là hành động của má là thương rất là nhiều. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm đâu má. Má cứ hẹn vậy hoài. Chú Tám đợi cũng 30 năm rồi. Thì không phải là còn trẻ thì là tin già cũng được mà má. Con đừng nói nữa, má đã quyết rồi. Anh Tám anh về đi. Cảm ơn con đã hiểu cho nỗi lòng của bác Tám. Người ta trồng một cái cây, người ta dung phân tưới nước cho nó, mong một ngày nào đó nhìn cái cây nó đơm hoa kết trái. 30 năm nay bác Tám dung trồng cho một cái cây không hề có kết quả. Vậy thì thôi, bác Tám chặt cái gốc mai này luôn đi. Nè nè, không có tưới nước, không có bón phân gì nữa hết trơn á. Nè, tôi cấm ông đụng đến cây mai của tôi nghe. Cây mai này nó chứng kiến cả cuộc đời tôi 30 năm qua. Bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa, chặt nó đi. Nè, không được đụng đến cây mai của tôi. Cây mai của tôi. Mai nào là mai của ông? Cây giống mai này tôi đem tới đây tôi trồng. Nhưng mà nó trồng trên đất nhà tôi, nó là của tôi. Nhưng cái giống nó là của tôi. Nhưng mà tưới nước nhà tôi là của tôi. Nhưng không có cái giống lấy đâu trồng. Tôi mặc kệ, tôi cấm không được cái mai. Bây giờ bà nói phải không, tôi chặt cái mai nè. Nè, không có được phá cái mai của tôi. Tôi bứt hết cái mai nè. Không có được phá cái mai của tôi, đi ra. Thế rồi, sao vậy? Nè, ba tụi con sao vậy nè? Dạ, ba con bị bệnh đó dì Chính. Cái gì? Chắc là chuyện gì của tôi bà cũng biết đúng không? Nhưng có một chuyện mà chưa được biết. Tôi bị tim nặng lắm, tôi không còn bao lâu nữa hết trơn. Cho nên tôi mới dí, tôi cứ hỏi bà hoài cái chuyện này. Trời ơi, sao bệnh mà giấu tôi hả? Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi bà một điều cuối cùng. Để có gì thì tôi cũng an lòng. Bà có thương tôi? Nói đi má. Nói đi dì Chính. Nếu như bà không nói được thì thôi. Chú Tám. Dì Chính nói đi dì Chính. Bà gật đầu cũng được. Dạ. Bà có thương tôi hả? Thì tôi mới đi đành lòng. Ủa, má con gật đầu rồi mà. Chú đi đâu vậy chú Tám? Đi đâu, ông đi đâu? Tôi phải đi. Ông đi đâu hả? Đi về chuẩn bị sinh lễ đám cưới tụi bay ơi. Ủa? Cưới. Vậy là tụi bay lừa má hả? Trời ơi, có lừa gì đâu. Dạ. Má ơi, má sắp được làm cô dâu rồi nha. Cầm sẵn hoa cưới nè. Ủa, vậy là cưới luôn hả? Tình ta gì đâu. Trời. Mình cưới mình thề bên em ơi, dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm tròn đời ta có nhau. Ah!
Chị là mẹ chịu rồi nha. Kỳ này mày có em nha con. Trời ơi. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là tiểu phẩm Ra Duyên Mình Cưới à ngang, với kịch bản và đạo diễn của đạo diễn Ngọc Duyên và sự hỗ trợ của diễn viên Gia Bảo, diễn viên Trang Tuyền và diễn viên Mậu Đạt. Wow, Ra Duyên Mình Cưới à ngang, cái kết rất là tưng bừng. Mỗi một ngày thì Xuân Phương Nam đều có những món quà để gửi tặng cho quý vị. Và hôm nay cái câu chuyện kịch của nhóm Ngọc Duyên thì cũng là một cái món quà đầu xuân gửi tặng đến quý vị khán giả. Cho nên là nhóm của Ngọc Duyên, Gia Bảo, Mậu Đạt và Trang Tuyền xin gửi đến quý vị khán giả lời chúc đầu năm. Công việc thì sẽ phát triển. Riêng Gia Bảo thì chúc quý vị mua mai bán đất. Mậu Đạt thì chúc tất cả mọi người lúc nào cũng vui vẻ và hân hoan. Còn riêng em chúc tất cả mọi người tài lộc dồi dào. Chúng ta cùng chúc mọi người chúc mừng năm mới. Mấy ngày ngồi uống trà mà nhìn cái hình gái mình, gái giống cha quá, dễ thương quá. Tôi can đảm lắm tôi mới ghi được mấy cái yêu cầu này nha. Rể là phải 100% là con trai rồi. Còn cái điều thứ hai á, là phải biết điều bên gia đình vợ. Yêu cầu thứ ba là ưu tiên con trai trong sớm. Gả con là phải gả trong gần. Suy nghĩ dữ lắm mới đăng cái bản này. Mà ngộ ngang chưa thấy móng nào tới hỏi thăm. Có chứ sao không. Phải có thôi. Vô cái bản. Ồ cái bản. Hả? Con gái đúng không? Con gái tôi á. 100% chắc chắn? Chắc chắn luôn. Không thấy cái nét giống tôi à? À cái này cũng giống mà giống mẹ nha. Không có giống ba. À chào bác. Ê chào con. À, thông cảm giùm con đi trễ chút xíu là tại nhà nãy lo ủi đồ á. Ủi cái áo mà ủi hoài sao thắc mắc nó không thẳng ta. Cuối cùng mới phát hiện cái áo này cái kiểu nó nhăn. Vậy hả? Hôm nay là ngày vui mà. Vậy đúng rồi. Mà what is this? Cái này là gì? Ti. Ti là cái gì á? Nước trà. Trời đâu rồi bác nói nước trà lại đi. Thời buổi này mà nước trà cái gì? Thì sáng tôi hay uống nước trà. Sáng sớm mở mắt dậy là phải uống rượu, đừng uống nước trà. Nãy đi đường khát nước quá, làm hết cỡ cũng 50% rồi. Thôi bây giờ mình vô một cái đi nha. Tôi uống nước trà được rồi. À không cần, cái ly đó, à, rót nước trà. Nhưng mà để đó đừng uống, đó đây uống ly này nè. À, 2 ly, mỗi người 1 ly. Mình ngồi ở trong bàn mà không, mình nhậu với nhau mà. Cái cuộc sống này nói thiệt á, đâu có thể mà biết được cái chữ ngờ đâu bạn. Ai bạn cậu? Trong bàn nhậu là mình nói chuyện với nhau như vậy nó mới trẻ mà. Thôi bây giờ mình vô cái nè bạn. Tôi uống rượu cũng được. Uống một cái đi, một cái thôi. Không, tôi uống nước trà. Uống một cái đi rồi uống nước trà bây giờ. Tôi không có được. Không uống được gì ăn, ăn đi. Không, tại hôm nay bất ngờ quá tôi không có nấu ăn. Không có cần nấu đây nè ăn. Cái này gì vậy? À, hướng dương. Hướng dương ăn ngoài rã giống như cúng cô hồn. Thử đi đó bạn, thử bạn ăn. Ăn một miếng. Ồ, có răng ăn không? Tôi lớn tuổi rồi, ăn mấy cái hạt này sao cắn. Hồi nay tôi cắn giùm. Một cái chuyện bình thường. Cắn rồi mình ăn nó rất là... Ủa không. Cái này cái vỏ hả? Thịt đây nè. Ăn đi, cái này là hướng dương rất là đặc biệt. Hạt hướng dương nhưng mà nó có cái mùi vị của hạt dưa. Thôi. Cậu cắn vô miệng cậu rồi đút vào miệng tôi. Bây giờ không ăn cái này đúng không? Ủa, không ăn sao được. Vậy bây giờ là bạn muốn ăn cái gì? Khó khăn quá. Ăn cái này nè, ông hay ra dễ quá. Ai à? Trời ơi. Trời ơi. Ê chắc cho xin cái nùi dẻ quá. Không phải. Nước quá bé ơi. Sứ đó sứ. Gì vậy? Bạn chỉ có một người con gái thôi đúng không? Đúng rồi, có một con gái một à. Cái này góp ý chân thật. Cứ nói đi. Lần sau mình treo cái hình gái để mình tuyển chồng á. À. Ở ngoài đời sao mình cứ để y chang như vậy. Không có cái việc gì mà mình phải dùng app hết. Đâu có, cái hình này đi là xài trắng đen mà. Không phải, cái hình ở trong kia nó trẻ. Còn cái hình ở ngoài này nó không phải 100%. Không phải con gái tôi á, dán cái hình đúng gái tôi đó. Con nhỏ này con nào, con gái hả? Con này là bạn gái tôi, cùng lứa với nhau trong sớm á. Làm gì ông đánh nhỏ vậy?
Tự nhiên không đi nhìn bà nói con gái tôi. Ủa mắc cười quá, nó xỉn rồi. Kệ đó, nó nói gì cũng được. Đúng rồi anh đó. Cha vô con đi nè. Cái này đồ đồ anh Tám mang qua cho tôi hả? Lát ông ăn sao để cho mấy xỉn ăn. Đó, đây cái này là cái gì? Người ta nói là cái này là khổ cái quá. Món không phải gì là khổ tận cam ranh à, cái gì không phải gì khổ tận cam lai. Cam lai á. Thì ăn khổ qua là khổ nó sẽ qua. Đúng. Cắn miếng coi nè. Trời ăn bốc vậy luôn á hả? Ngon không? Trời, ngon. Đừng nhậu vậy không á. Uống liền lấy đi. Đúng rồi. Còn cái này là chưa bớt dế tìm trứng gà. Đúng mà. Vì chưa bớt dế đâu ở đây. Dứt luôn cái miếng này. Không, dình kho. Tôi mê này á. Nói với tôi mê này. Nó mà làm rễ nhà mình là ngon lành á. Bà bậy. Ủa uống mình hả? Không cho bà già uống luôn hả? Thì lỗi rồi vô một cái nè. Trời ơi. Đi đây. Vô nói chuyện gì đến gia đình tôi hả? Vô đây. Vô đi. Ok. Này phải nhà tôi mà. Giờ cái này nhà cứ nhà bạn chứ, nếu mà không phải nhà bạn là tôi kêu bạn Đan nãy giờ rồi. Sao nãy giờ tôi có quyền hành gì ở đây đó? Hai là vô nha. Cái gì uống nữa đó hả? Khoan vô này ra. Để đi vô chồng trước đi. À hiểu đi đâu không? Nhà tôi muốn vô phải xin phép tôi à. Thì giờ không lẽ giờ bạn thấy người ta vô rước đường cùng mà bạn không cho. Đây bần cùng xin đầu tặc á, không cho là tại chỗ. Đi đâu hả? Nó vô toilet thì đúng rồi. Đây. Vô đây. Đấy. Ông có cái gì vậy? Cái gì vậy Tám? Cái thằng này đâu ra vậy? Cái thằng này tôi chị đó. Trời ơi, trọng rễ tôi đâu có thích trọng mà mấy đứa mà nhậu nhẹt bê tha vậy. Ủa nhưng mà tôi thích. Ủa con gái tôi. Ba ơi. Con gái tôi về. Cái đó. Thấy không? Sáng khí của bà. Trời ơi, bà ơi là bà. Nè, cái gì á? Tao gặp bà nói thiệt với bà luôn á, hèn gì có mới đi vô tới đầu sớm à. Là bà con cô bác người ta túm năm túm ba người ta xì xầm. Con tưởng đâu lâu lâu con về quê con đẹp đẽ người ta khen con. Ai dè ba bài ra ba cái trò kén rể này chi vậy ba? Bài vậy con mới có chồng được. Trời ơi, con đâu có muốn lấy chồng đâu. Vậy con muốn lấy vợ hả? Ê, trời ơi, ba nói gì kỳ cục vậy? Tại con hẹn lần hẹn lửa, năm nào con cũng hẹn đó. Từ 18 tuổi tới giờ hôm nay là gần 30 rồi, con hẹn hoài. Ủa con là con gái của ba mà tự nhiên ba nói con gì kỳ cục vậy? Ba mở... Ủa? Chị Tám? Chị Tám mới qua chơi? Đâu? Qua biết đâu rồi đó. Ủa? Trời ơi con xà vô là thấy con mừng muốn chết luôn, định chạy nó ôm con hất một cái gì Tám ngồi đây luôn biết nói gì. Con xin lỗi thì Tám không phải ý là à. Con đang quạo quá, con bực ba con quá. Biết con đang nhào qua nói chuyện với ba con liền tay con hả? Con vô nè, vuốt giận. Tám ơi Tám. Tám phân thử cái chuyện này cho con đi. Ba ơi dứt khoát hôm nay lấy chồng. Thôi mà con nói thiệt, ba bây giờ hả bao nhiêu tuổi lấy chồng cũng được hết trơn á. Con còn trẻ vậy nè, để cho con lo tương lai sự nghiệp đi. Còn ba mới là phải lo cho ba đây nè. Má nói câu công bằng nè. Con cứ lo tương lai của con. Dạ đúng rồi. Khi nào con muốn lấy chồng thì con lấy, thấy không? Con đừng có lo những cái chuyện của ba với của má nữa. Má nào đây? À, má nói gì? Đúng rồi, má Tám. Má Tám nói đúng á bà. Sao? Con đúng? Nói thiệt á, bây giờ á ba nhiều khi ba lớn tuổi rồi, ở nhà có một mình ơn con thì đi làm xa, cái đâu có ai lo lắng chăm sóc sức khỏe của ba. Đây, đâu. Con má, con. Ba nói chuyện con thấy là ba cũng có những cái suy nghĩ mình hơi cổ hủ nữa. Có má Tám ở kế bên, cái xong cái má Tám lúc nào á cũng vui vẻ, suy nghĩ tươi mới nè, cơm nước nước đó. Thành ra ba cũng tươi mới sáng sủa hơn. Bây giờ vậy, mình lo cho con mình trước đi ha. Cho con nó sống theo cái cách của nó. Bây giờ nó muốn lấy chồng lúc nào thì kệ nó. Bây giờ nói tóm lại, ông chịu cái thằng đó không? Tôi chịu rồi đó. Ủa thằng nào? Trời ơi, sao ồn màu thiệt luôn á, mình tiết chế lại. Ủa nhà bà, mình... xin lỗi. Thì biết nhưng... Sao bạn mà qua chơi mà không nói con biết? Không phải bạn. Đâu vô á. Hey, bé Thơm. À dạ. Anh nè. Anh nè. Cho ôm cái em. Ôm cái. Ê gì vậy? Đừng chống cự. Nè, anh làm gì vậy? Bà anh thằng này đâu. Ơi con không đừng thích. Con đứng im coi. Con dựa vô coi. Đây nè, nó chơi cái bờ vai, để nó dựa vào cái thằng đó. Ủa tao. Đẹp thôi. Trời. Cái gì vậy? Trời. Ai? Cứu em. Giang ra coi. Sao Giang mất gì? Giang gì? Ai vậy? Ai không? Ai sao? Làm cái gì sắp sắp vô vậy? Tôi đâu có trả đâu, bất giận làm gì vậy? Tôi ôm gì em không sao? Trời ơi, tự nhiên khi không vô quán tụ anh đại vậy? Trời ơi, tôi làm gì nó chết tôi thương. Con trai của mẹ. Ủa? Ủa ta. Sao con nói 30 con mới về mà bữa nay con về toàn bất ngờ quá vậy nè? Dạ nhờ về sớm con mới thấy được cái cảnh này nè. Con tha con làm gì nữa vậy? Đây má chọn rễ cho ông đây. Ghen hả? Mà nói đây lành là...
rể của bác ba. Má đại diện kén rể cho bác ba được không? Bà má chọn này được không? Trời, sao má rảnh dữ vậy má? Má rảnh lắm. Con trai của má cũng đang ở không nè. Kệ con. Sao má không kiếm dâu đi? Ủa, ai hai bên đứng đây, hai bên đây coi, hai đứng đây, vô đây, vô đây, đứng đây, cầm tay ra. Trời ơi, quần áo tình yêu đẹp đôi chuốt cha. Ý hai đứa này đẹp đôi quá ông ơi, nhìn nè, thấy không? Nhưng mà đâu có được. Hai đứa bay đã từng nói như thế nào? À, con là anh kết nghĩa, anh nuôi, không thể nào cưới nhau được mà. Buông tay ra. Không, thật sự thì tụi con tạo. Ủa, tác hợp gì vậy ta? Tụi cái gì vậy má? Ủa? Đấy, không được tách ra cái gì không? Hai chúng tôi chỉ tay đã khớp vào nhau rồi, không có tách ra được. Khớp hả? Tao chặt cái tay mày luôn. Không, mày buông ra. Đem ra. À. Bác ba, bây giờ ý con sao? Bây giờ bác muốn tổ chức kén rể đúng không? Đúng rồi, ba ngày nay tổ chức kén rể á. Con thấy là những yêu cầu trên này cái con gì? Đáp ứng được hết. Cho nên ngày hôm nay con sẽ đường đường chính chính bước vào đường đua kén rể để được trở thành chồng của thơ. Còn con, mặc dù con không biết là mình đua con đến đích hay không, nhưng con hứa con lúc nào con cũng sẽ luôn luôn rồ ga. Hay quá. Còn ta với ông già này, hai đứa mình hãy vô đây ngồi coi cho nó tỉ thí. Vô đây ông. Tỉ thí điều gì đây? Nói về thơ, không ai hiểu và yêu thơ bằng tôi. Sáng tôi cũng có thể thơ, trưa thơ, tối thơ, cho nên lúc nào tôi cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Còn tôi cũng vậy, lúc nào tôi cũng có thể xuất khẩu thành thơ, trừ lúc đánh răng thôi. Mời anh xuất khẩu. Được, có thơ rồi, tôi nâng thơ như trứng. Có trứng gà tôi luộc trứng cho thơ ăn. Yeah, yeah. Thơ gì mà nghe 15.000 một chục quá vậy. Đêm đêm thắp ngọn đèn trời. Ờ vô thơ. Cầu cho tôi được suốt đời bên thơ. Hay quá. Thơ hay nào. Thơ hay à. Hảo thơ, hảo thơ. Thì ra là ban ngày con chơi muốn chơi ban đêm mà. Được. Đêm đêm mất ngủ vì thơ. Bèn khiêu thơ dậy hai người chơi dơ. Thơ kỳ quá, thơ kỳ. Cái đó là thơ. Thơ gì mà có hai người chơi dơ? Nghĩ bạn, nghĩ. Cái này là nói chuyện, không phải làm thơ. Một ủa, cái câu đó hồi nãy là thơ hả? Một cái câu nói sinh hoạt bình thường. Tự nhiên thơ mà hai người chơi dơ. Bây giờ á hả, không có thi thố gì nữa hết trơn á. Mà ba cũng đừng kén rể, dì Tám cũng đừng kén rể. Thôi đi con sao? Tại sao con kén rể hả con? Tại vì tại sao à? Con với ảnh đang yêu nhau. Ồ. Trời ơi. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Con diễn xong rồi. Cho con xin tiền. Ai, ủa tôi đưa sao? Ủa dạ. Diễn xong là gì? Dạ tại vì cái cơm mướn hết cái áo này là cũng mướn đồ luôn cho con. Áo này là của cổ. Ai ai mướn con? Đây cái cô Tám này áo là cổ mướn. Con hình hài thật của con đây. Trời ơi. Vâng. Tôi nói hoạch tác ra nè. Tại vì á tôi muốn cả hai đứa để lòi cái mặt ra đi. Ghét tôi mướn này đó. Rồi lát trả tiền. Còn tôi có 500 ngàn đưa em. À, cái gì 500 gì dữ vậy? Đừng bo luôn. Lý ra con trăm cho luôn. Hồi lát chuyển khoản nha. Lát chuyển khoản à. 500 ngàn đó là mày nhậu tới mùng 10 mày khỏi lấy tiền tao luôn. Tôi cũng mê mê thơ nha thơ. Ủa cái vụ này là Tám bài đầu Tám mướn hả? Em bài đầu đó. Ủa ba, vậy là ba không có biết chuyện gì Tám mướn người hả? Đâu có biết, ba cũng tại tụi con hết á. Có nhờ vậy bây giờ nó mới thú thiệt. Chừng nào tới một cái thời điểm thích hợp thì tụi con nói. Trời ơi con của má mà hiểu mà. Nè, thấy con trai tôi chưa? Đẹp trai không? Giống má đi đàn. Nó đàng hoàng, công ăn việc làm cũng vậy. Không rủ chè. Tôi sợ nhất là rủ chè. Mà giận gái tôi á, quen được con trai của Tám vậy là tôi mừng. Hiện tại là hai đứa con nè ha, hạnh phúc là ba má vui nghe chưa. Vậy Tết hôm nay hai gia đình mình sống hỷ lâm môn. Cái gì vậy? Ủa, hai mướn là gì? Ủa, cái lần thứ gì? Trời ơi, cái gì nó đây? Gì vậy? Ai vậy? Con. Ủa, lần này con, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ok, chúc mừng năm mới. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu. Cho em sung sướng đến mai sau. If you feel like the world without a roof. Lạnh quá mày ơi. Tao không chịu nổi đâu mày ơi. Ráng đi. Mày ơi, giá không nổi đâu. Mày ra động mới nóng người mới bớt lạnh được mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó. Bớt lạnh đâu. Ôi, lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi. Vô đây. Làm gì? Mày vô. Hả? Mày vô. Sao? Mày vô. Vô. Gì hả? Ông sao?
cái này hay quá ta. Trời chứ sao. Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, giỡn vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Uầy. Đi ba. Mày khùng mà. Vậy. Mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này, bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Con chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba. Ba nghĩ sao vậy? Thôi đi, tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm sao? Không chết hả? Không. Điên. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Tự nhiên bị té. Điên. Ông sao, ông sao, ông sao? Lại quá, ông sao, ông sao? Ông sao? Đừng có ngại mấy cái chuyện này mày hiểu không? Thôi. Miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nha. Mấy giờ tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không có chết hết đâu. Chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Tìm gì? Như này không, tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ không thấy không? Thấy. Nhưng mà tiếc quá. Phải chỉ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao. Bánh mì mắc gì ăn củ riêng. Ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao nhìn con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó. Để tao. Tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Trời, sức mà sức nào mày giờ không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng chỉ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Ê, sao mày ngột ngạo vậy mày? Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi. Bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó. Sở thích của nó là cái gì? Thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Con cái cái gì? Thông minh quá ơi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi sao không? Lấy lẹ đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày mới nghe nó nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Anh không, chứ tao bị sẵn, tao bị sẵn. Lẹ đi. Làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, nhường. Ăn mày đi. Gì vậy? Đừng có bánh mì mày gì cục sắt vậy mày. Trời ơi, mày đập. Ê, cây sắt. Mày có cách gì không? Cách gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu. Đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bển ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn. Tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã vậy? Đã lắm. Đi. Đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Thằng khùng. Tù lắm. Vô trong đó có người đó cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi. Mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi tao lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu. Tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạn tốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ, quỳ lại. À. Bảo đảm với mày vô tù được hay không là nhờ cái ổ bánh mì này. Gì? Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kính là kia, thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Tội đi tù kia là tội nhẹ thôi. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ừ, đúng anh. Dạ. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ bánh mì vô cửa kính hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi không một lần nữa. Là ai? Tôi. Hai anh đừng có giỡn mặt với tôi nha.
Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng chọi là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi, Lucky. Gì vậy? Ê, cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nói. Nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc tao sẵn, chắc là tao sẵn. Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này thì đó chính là hung thủ. Hai người đợi đó. Lucky. You can see me, you can see me, you can see me. Đến đây với anh, đến đây với anh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em một hai cái chỏ để cho em biết thế nào là lấy đồ, anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi, hửi anh, rồi chỉ anh, tống anh vô tù, nhanh lên, tống anh vô tù. Thì ra anh chính là hung thủ. Đúng vậy. Yeah. Đi tù rồi. Đừng có nói nhiều. Đi theo tôi. Này, bắt ta đi. Ta biết. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi. Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù, bắt thằng đó vô tù làm sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gói một hai cái gọi là. Chuẩn bị tinh thần cho tôi ha. Quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn quá chứ vô tù gì. Ra đi, đối thủ xứng tầm của ta, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tôi lại. Tao, tao lấy người rồi. Nè, em lấy người vô tội nè. Mày. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. Đi. Đổi không? Đổi chỗ không? Đây, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Tại sao vậy? Trời ơi, sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó tới như vậy sao? Trời ơi! Đánh người không được. Thằng cảnh sát còn ra đó, ra liền. Thì bây giờ cưỡng hiếp. Ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oh,
Anh ơi, anh Hà Sang ơi, anh Hà Sang. Trời ơi, cô bị cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô, tại sao cô không lao lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba. Trời ơi, không có giấy tờ mà lao lên trong bắt con hả? Bây giờ không có ổng nè, mày chết mày với tao. Tao với tao mày. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Hả? Cúi chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không đưa. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được, mày bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la? Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha, tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thí mày luôn nha, tao cho mày luôn. Khỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy? Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm cô xúc phạm tôi, cô làm gái, cô lấy tư cách của cô xúc phạm tôi. Ra cho bà. Nè. Em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè. Chị lấy cái tư cách gì tôi là người vô gia cư. Chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ. Nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó. Khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu. Em cũng quên đi trễ thôi mà. Vậy im đi. Đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà. Mày muốn tao cắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á, cắn tao đi. Bây giờ nó cắn bây giờ nó lại. Mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Chết rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi. Qua đây, để tôi, để tôi, để tôi. Đây nè. Tránh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Tránh ra đi mà. Để tôi coi, anh chạy máu rồi nè. Đừng coi, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Thì đặt lạnh muốn chết còn xào xạo nữa. Cái chân có sao không? Đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thứ người như anh đó. Anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hồng cho mấy cái này vậy. Qua. Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Anh ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh rảnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Nói gì thì nói. Xúc phạm nghề nghiệp của người ta. Xúc phạm đâu? Xúc phạm cái gì, nhấn nhấn mấy lần luôn rồi xúc không xúc phạm hả? Làm tôi muốn vô con đường này vậy? Không phải có nỗi khổ của tôi chứ. Tôi cũng là kiếm việc làm, đủ thứ chuyện trong cuộc sống thôi hết tôi mới vô con đường này. Tôi hiểu mà. Chứ đẻ ra có ai muốn mình thích làm mấy cái nghề này đâu. Thích? Thích hả? Tôi thích. Tôi thích tôi mới làm. Làm lâu chưa? 7 năm rồi. Tính ra cũng có thâm niên trong nghề hả? Nói cho anh biết, làm cái gì là mình cũng phải có cái duyên. Hiểu không?
nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Cô xác định được như vậy là tương lai cô đi xa dữ lắm. Nói vậy là cũng lâu hả? Lâu lắm rồi. Làm vậy thì tướng quá chừng cô thích là phải. Làm nghề cô ngủ không? Ngủ cái gì mà ngủ? Người ta ngủ tôi thức không à? Mà sao người ta ngủ rồi không ngủ luôn đi? Ngủ rồi nó bỏ đi không ai trả tiền tôi rồi sao? Trời ơi, tôi rảnh quá đi làm kiếm tiền mà. Ai như anh ngày lười biếng làm gì đâu không? Lười biếng đâu, tôi có ước mơ mà. Tôi muốn vô tù, nó ở trong động á có chỗ ăn chỗ ngủ, không cần phải làm gì hết. Qua cái mùa đông này mình đi ra ngoài mình kiếm việc làm đúng không? Ở ngoài đây tự do tự tại không muốn, anh muốn vô tù là sao? Nói rồi chứ, là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi gì? Ừ, cô làm vậy á. Ủa cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi, người ta không đi chứ có gì đó mà. Vậy chứ? Lâu chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nữa. Thằng thiệt. Đây nè. Rồi đó, đây đi. 3 đồng hả? À? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Hết chỗ nhét rồi ông nội. Ủa trời. Đi đi. Đi đi. Tôi đi á. Em ơi, ra em nói nghe nè. Gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi, tỷ diện nữa anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em. Yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba? Tình yêu xét đánh mà. Bắt nó lại. Thật chó. Vì mày mà tao. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Đâu? Cảnh báo, cảnh báo, có người bị thương, có người bị thương. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tại sao khi mà anh hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh hiểu là ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do. Nhưng mà tại sao lại nào đi giúp mình không gọi biết tên của em? Anh chỉ biết em làm gái thôi. Tại sao vậy? Tên lại đi, mọi người ơi, ước mơ đơn giản là mọi người ơi. Tại sao? Tên dậy đây, tên dậy đây, tên dậy đây mà. Em ơi, kêu cấp cứu đi ba. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nay ta dùng vũ phép bầm cây, biến phép để đến được đây. Ây 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 ây, bớt nhầy. Ta hôn hoa, ta vui tươi, mong men lên tương
hoài. Bây giờ bà nói nhiệm vụ làm cái gì đi tìm nhanh lên. Ở cái xứ sở của mình, chị nổi tiếng là độc ác rồi. Đúng. Bữa nay tự nhiên cái chị nổi hứng, chị qua cái xứ sở này, chị đòi chị làm việc tốt, mà đi tìm những cái kẻ xấu để tiêu diệt. Mà lỡ như tụi nó xấu hơn mình, tụi nó dữ hơn mình, tụi nó mạnh hơn mình, thì mình phải làm sao? Dạ. Mình đã có thủ thần trong tay, không cần phải sợ cái gì hết. Đã có thủ thần trong tay. Bắt cái thủ thần rồi, gì đâu? Nhanh lên, bắt cái thủ thần. Bóp đâu? Bóp gì? Hả? Hả? Bóp đâu? Bóp gì? Bóp đi. Đâu? Bóp đây. Đâu? Thì bóp đây. Ý tụi nó mày bóp tao đau. Chứ bóp chỗ nào mới không đau. Mày bóp đâu cũng đau hết trơn á. Mọi người, nó ăn cắp bóp của tôi á. Xử nó tôi. Ê, đã tới lúc sử dụng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì hả chị? Tàng hình. Trời ơi, chị hai, chị ở đâu vậy? Chị không? Không thấy đúng không? Ây à, sao anh đánh em? Mày điên hả? Tao đứng trước mày, sao tao đánh mày? Chị hai ơi, chị đâu rồi? Tao thấy thương hồn hả? Tao thấy thương hồn hả? Chị hai ơi. Ê, nó nghe nè, tao không đi bóp nhà ngươi. Mày đứa chị ở đây nè. Chị hai ơi. Mày đứa chị ở đây. Tào lâu hả mày? Hả? Sao tao mới nghe cái tiếng ui da quen quá vậy? Qua hỏi. Anh ơi, anh mới vừa làm cái hành động gì vậy? Đánh chị hai mày hả? Trời ơi, chị hai em đâu? Đó. Ôi dạ. Chị hai ơi. Ôi chị dạ. Sao em nghe cái tiếng của chị mà em không thấy gì đâu vậy chị hai? Ôi ơi dạ. Chị hai ơi. Ôi chị dạ. Hai à. Ôi chị dạ. Hai ơi. Chị. What? Mày mà dậm một bước nữa là tao chèm nhẹp luôn á. Bước rồi một bước. Dạ. À. Trời ơi, mày bước tới một bước. Dạ. Ai đứa bay mỗi bước tiến một đứa lùi. Dạ. Dạ. Chị ơi, em nghe cái tiếng của chị không à? Em chỉ nghe nhạc chuông mà em không thấy hình nền. Đây, tao ở đây. Trời ơi, trời ơi. Chị hai ơi, cái gì mà như cái cây máng đồ dẻ vậy chị? Trời ơi. Ông kia quýnh tao không sao hết, hai bây dậm tao chèm nhẹp à. Thôi đó nè. Mày giỡn mặt tao hả? Mày cười xuyên việt với tao hả? Dạ đúng rồi anh, em đang thương bà số 02. Gửi 8234, 2000 tin nhắn nha anh. Nhắn nhiều nhiều như vậy em để lội ngược dòng tội nghiệp em lắm. Thôi đi, giỡn mặt hả? Ba đứa bay thông đồng lấy bóp của tao đúng không? Không có. Tao hỏi lần cuối, ai lấy? Không có lấy. Ai lấy? Nó lấy. Ta. Ta sao? Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em. Cũng có địa chỉ để chị đi tìm hơn. Đi, bay cao bay xa. Nhanh. Ta ta. 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 Chị ơi, chị ơi. Chị tìm được tín hiệu của kỳ đổ thần chưa chị? Đang nghe, đang nghe. Chị ơi, chị tìm lẹ đi chị ơi. Chị đang tìm lẹ đi chị. Vĩnh biệt mọi người à. Ôi chị. Chị nghe cái gì vậy chị? Thích ơi, thằng Xúc nó bứt nút rồi. Chị ơi, bây giờ mình phải tìm lẽ cây đũa thần lẹ đi chị ơi. Giờ chị phải tìm được tín hiệu cây đũa thần. Mình phải cứu anh Xúc rồi chị ơi. Chị ơi. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Ở đâu vậy chị? Chị ơi, ở đâu vậy chị? Nghe, 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 nghe. Nghe tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân. Tiếp bước chân. Rồi rồi rồi. Dừng lại rồi, tiếp bước chân dừng lại rồi. Chị nghe thôi chứ em thấy rồi đó chị. Đâu? Kìa. Đứng dậy mày. Chưa đánh nhau đặt mầm ăn dạ hả mày? Đứng dậy. Mày mới vừa tới đúng không? À, mày đang tìm kiếm chứ gì? Ờ đúng rồi. Tao biết hết. Ôi nhà ngươi biết hả? Vậy chỉ cho ta đi. Tao không chỉ. Chơi dơ vậy? Tao chơi dơ là tại mày. Tại làm sao? Tại làm sao mà mày lên mạng mày nói với tất cả mọi người tao là đứa mặt vuông. Mặt vuông hồi nào? Mặt này mặt mâm mà. Đó à, mày nói vậy đi tao không tức. Mày nói mặt vuông tao mới tức. Cho nên tao mới hẹn mày ra đây quyết đấu một trận sinh tử. Mày vào vô đây. Tao đứng trong này mà mày cũng thấy tao nữa hả mày? Đồ con mặt vuông. À, thì ra mày chính là cái con chính chủ chửi tao. Rồi sao? Dạ em xin lỗi chị. Dạ xin phép chị cho em được xử lý nó. Mày vào vô mày! Vô mày! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Ờ, chị nói nghe nè hai đứa. À, mình là bà con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, không phải là động tay động chân như vậy. Người ta nhìn vô người ta đánh giá mình, hai đứa hiểu không? Không! Hả? Nói nghe là tự nhiên sao đánh nhau vậy hả? Chị nghĩ sao vậy? Nó mặt vuông em chửi mặt vuông đúng không? Ê, em chuẩn bị vũ khí chưa? Chuẩn bị chứ, nhào vô cấu xé lột đồ là được rồi. Em ơi, bây giờ đi đánh nhau mà nhào vô mà cào cấu xé lột đồ là bình thường rồi.
mình phải có chiêu. Bây giờ chị chỉ em là mình đi giống nhau nè. Ừ. Mình xài chiêu lạ, chiêu độc nè. Chiêu mình gì? Xài muối ớt đi. Muối ớt chi chị? Mình tát vô mặt nó xong mình thảy vô người nó nóng quá nó tự cởi đồ mình khỏi mình cởi luôn. Trời ơi chị hay quá chị ơi. Ơi hay. Ê Bánh Bèo nói nghe nè. Dạ nó dạ. Nói là nó đi đánh nhau là nó có muối ớt rồi đó. Nó có muối ớt. Em sẽ xài muối tiêu. Gì vậy má? Muối tiêu sẽ tiêu diệt muối ớt. Được luôn hả? Dạ được hết. Cái đó là bậy. Nó có muối ớt mà em có muối tiêu là em bậy. Mình phải xài cái khác. Xài cái khác là cái gì? Trái cây. Trái cây em trụ vô mặt đó. Không, mình trên trái cây mình xin muối ớt đó. Mình ăn hết muối ớt đó luôn. Hiểu không? Đó, đó nguyên bậy bậy nè. Đó, ngồi nè. Đó, trái cây nè, xài nè mấy ơi. Cay quá, ơ cay quá. Trời ơi, cay quá. Đó, trời. Phải không? Ngồi ăn vui nè. Ăn chung vui vẻ chị em nè, vui không? Không, không. Nếu chị, mày dám chạy tao hả? Tiếng mẹ thì chị nó tao vào nhầm. Trời ơi, trời ơi, sao mọi người ở đây vô tâm quá vậy? Không ai cứu chị tôi hết. Trời ơi, nguyên đám nhào vô quýnh tôi như cái mình rách vậy đó. Trời ơi. Xích ơi. Em thương tống mai bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Nhiều nghiêng nắng rồi. Trời ơi, chị ơi, chị xui đó, chị nó quýnh chị quá trời. Trời ơi, xui, chị đang can mà. Trời ơi. Trời ơi, nó quýnh tôi quá trời. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, xuống đây làm chuyện tốt mà gặp chị hai suối dại không à, quýnh quá trời. Anh Xuân. Xuân. Chị hai mình đâu rồi? Chị hai nè. Xuân. Chị hai của mình á. Chị nè. Hả? Em mới đi có một tiếng mà sao từ tóc dài thành tóc tém rồi. Chị hai ơi, cái mái tóc của chị đâu rồi? Còn đâu cái mái tóc chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm. Cái gì vậy chị? À, không có đó mày, rồi nói tiếp đi. À, ý của em nói là không ước nhưng nào đâu dám nói khẽ tâm tư lại. Trời ơi, nó vậy. Tâm tư lại. Em ơi, bây giờ thôi 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 đi về nhưng mà mất đũa phép rồi. Phải đi tìm cây đũa phép, đi tìm cây đũa phép. Coi tìm. Ở đây nè. Cái gì vậy? Em nói thiệt với mấy anh chị luôn, em là thằng cướp mà cướp chuyên nghiệp nhanh nhất Sài Gòn luôn. Mà mấy chị dí còn kịp em luôn hả? Ba cái cây này có cái gì đâu? Em tưởng cây vàng, em giật em chạy vô tiệm vàng nó quýnh em bòm đầu luôn hả? Bây giờ không xài đúng không? Không xài thì mình dục đi mất mất mình cầm chi? Ê! Đây, đây. À. Gì vậy? Nhây ha. We will, we will rock you. Nhây, nhây. Anh ơi, trả đôi phép cho em đi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Hey. Hey. Ma 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 ma. Tao gài cho con bay chửi tao đúng không? Anh ơi, anh trả cái đũa phép lại cho em. Không có nói nhiều nữa. Bây giờ muốn chuộc cái đũa phép này thì phải có tiền. Tiền là gì? Tiền là giấy đó. Ta mất nhau tiền. Từ đây hả? Diêm My Nguyễn nữa hả? Hả? Khùng hả? Bây giờ có tiền không? Anh ơi, em không có tiền mà em có người được không? Hệ. Chị ơi, chị mới gả bán em, chị đừng gả bán em lần nữa được không chị? Chứ bây giờ làm sao? Cười xuyên Việt nữa hả? Anh gọi em đang thương mại số 02. Gửi 8234. Dạ 2000 tin nhắn. Ê! Không quá. Bây giờ không có tiền thì đừng hòng lấy cái này, tao dục luôn. Anh ơi xin hãy, xin hãy ngừng tay. Em để đau khổ nếu mất cái cây. Biết phải tính làm sao bây giờ. Xin đừng giỡn nữa không vui đâu mà. Giỡn hoài tao quanh chết cha. Mà dừng tay đi giùm em. Từ xa đến đây chỉ để thăm dò mà thôi. Đũa thần của em để hoài về. Xin anh đừng quăng chết em luôn à. Ê!
Tụi bay mệt không? Dạ mệt. Ở dưới người ta cũng mệt lắm rồi. Đáng lý tụi bay đi sâu lắm. Tại tụi bay lầy, buộc tụi bay phải lội thôi. À, trời ơi anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh trả đủ thần cho em. Có ngày đủ thần thôi mà. Trả nè. Trời ơi, còn lầy nữa kìa, còn lầy nữa kìa. Quy Quy, nó nghe nè. Cho hỏi cái nha. Cái này đủ thần hả? Đúng rồi, dạ. Đủ thần. Có phép không? Rõ ràng là phải có phép rồi. Không có phép, không có tin. Phải làm sao cho người ta tin mới có phép chứ. À, nhà ngươi không tin nè. Không có tin. Hãy nhìn đây, coi tôi khóa tay trái nhà ngươi nè. Ôi, 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 ôi. Ôi à. Tay phải. Ai. Ai à. Quạch. Hai chân. Ôi, dạ. Lộn mèo nè. Ba thùng hả bà nội? Ba thùng hả? Hả? Ba thùng hả? Chị ơi, tôi giỡn cho bà phát, vui thôi. Phép bị gì á, như xuống đây ba gờ chụp trường nè. Nè nè nè, bắt đầu từ bây giờ thép tôi nó mới hiệu nghiệm nè. Cười vui vẻ đi, cười vui vẻ nói chuyện với nhau đi. Tự đánh nhau đi. Rồi xỉu đi. Nói cho biết trước, khi mà ra đường á, gặp một người nào đó lạ quắc không quen, đưa cái gì đó tốt nhất đừng nên cầm. Alo, làm việc đi. Anh đau quá xa. Ây da, đau quá nha. Đi về xúc xích ơi, đi về. Ây da, ông thả ta. Đau quá. Đau quá trời da. Sau khi tỉnh dậy và đọc được tờ giấy này, điều đầu tiên bạn cần làm là hết sức bình tĩnh. Và sau đó hãy gọi điện thoại cho người thân hoặc công an gần nhất để cứu bạn. Tại vì sao? Bạn đã bị mất một trái thận. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, chị dụ em xuống cái xứ sở này làm chuyện tốt chứ chị. Em chưa làm được cái gì, em mất bà nó trái thận của em luôn rồi. Không sao em, bình tĩnh, mình còn một trái tim mà. Trời ơi, cái gì thì bà nội. À không, ý chị nói ở đây mình còn trái tim là mình còn sự sống. Mình còn sự sống là mình còn hy vọng. Mình sẽ hy vọng mọi người yêu thương lẫn nhau, biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Hiểu không? Hai đứa ở đây đi, chị sẽ về xứ sở của chúng ta để sạc lại gậy phép. Hai đứa ở đây, hãy đi tìm những người nào xấu nhất cho chị. Sau khi chị sạc gậy phép về, chị sẽ rước hai đứa về chung với chị nha. Chị ơi, chị bỏ tụi em ở đây hả chị? Đúng rồi, chứ bây giờ một mình gậy phép của chị về được một mình chị thôi, em hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ móc vô đi cho chị bay lên cho hoành tráng đi. Dạ. Về này mấy đứa. Chị ơi. Rồi bây giờ tôi về đây giỏi nha chị. Tạm biệt, mong là trái đất này sẽ bình yên. Chị ơi, tạm biệt chị hai. Điểm màu hồng với sự xuất hiện lần cuối cùng của cô vũ nữ nóng bỏng nhất Sài Gòn hiện nay. Không ai khác xin được giới thiệu Trà Qua Nữ. Mày thái độ gì á? Tụi mày thái độ gì á? Hả? Hả? Mày tin cái mâm vô cái mặt mày rồi cái mặt mày như cái mâm không? Mày vừa phải tôi chớ. Tụi mày muốn gặp Trà Qua Nữ phải gặp má Trà Qua. Đứa nào? Đứa nào mới chọi vô mặt má? Bản lĩnh giơ tay. Mình đàn ông có chọi chọi thẳng trong mặt người ta nghe chưa? Được. Được lắm. Uống gì nè, trời ơi. Quán em là có thương sao một lũ có hết đó nghe. Má ơi, trời ơi, chỗ này buôn bán má ơi, đang sang trọng má ơi. Tụi bay làm ăn này cho tao kiếm thêm, tụi bay khó quá à. Rồi được rồi, trở lại với Trà Qua Nữ. Trà Qua Nữ.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Rồi thôi, vô đi mấy con, vô đi mấy con. Trời ơi con, trời ơi. Làm gì vậy, chia thịt hả? Cái gì vậy? Mày chia thịt hả? Nè, mày ăn tao đi, nè mày ăn tao đi, nè, nuốt đi. Cái gì cũng vậy, bây giờ tôi nói nghe nè. Đêm nay là đêm cuối cùng của trà hoa nữ ở đây. Cho nên ai, ai muốn có trà hoa nữ đêm nay thì hãy ngã giá. Giá cao nhất là có trà hoa nữ đêm nay. Đưa giá đi nào, bắt đầu. 2000. 2000 hả công tử? Dạ thưa công tử, 2000 thì không có trà hoa nữ mà có trà hoa má. Đâm quá à, nghĩ sao mà trả 2000? Bậy tầm bạ, làm lợi nghe không, làm lợi nghe. Dạ, để có trà hoa nữ đêm nay thì mọi người hãy ngã giá đi ạ. Ngã giá bắt đầu. 5000 cho trà hoa nữ. Ôi 5000 cho trà hoa nữ, xin lỗi quý danh công tử đây là gì ạ? Ta là công công tử. 5000 cho công công tử. Trời ơi, 5000 cho công công tử. 5000 cho công công tử. 5000 lần thứ nhất. 5000 lần thứ hai. 6000 cho trà hoa nữ. 6000 cho trà hoa nữ. Dạ xin lỗi công tử là tên gì ạ? À, công tử bạc má. Công tử bạc má. Hôm qua mày vô đây mày trả giá cao nhất nha. Mày trả giá cao nhất trả. Mày không trả tiền mày bỏ đi mày. Bây giờ mày muốn sao? Ha, muốn sao? Ha? Giữ giá con, giữ giá con. À quên, em là trà hoa nữ. Chị cho em trả góp được không chị? Má ơi, nó trả góp kìa má. Giữ giá con ơi. Con là trà hoa nữ. Dạ, chúng ta trở lại với 5000 của công công tử. Dạ, 5000 lần thứ nhất, 5000 lần thứ hai. 4900. À, thì ra là ngu công tử. Công tử, em có đi học mày? Mày có đi học mày? Mày giỡn mặt hả mày? Người ta đưa 5000 mày trả 4900, mày điên hả? Ít chứ phải trả 4700 cho mày hiểu không? Má, má có đi học không má? Má sai hả con? Em kia mày điên rồi, mày vô đây mày trả 4700. Má, má ơi, má cầm cửa thằng nói luôn cho con nghe má. Biết luôn rồi mày. Trời ơi trời, gặp cái gì đâu không? Con, vuốt xuống con, vuốt xuống. Tiếp tục đi má. Chúng ta trở lại với giá 5000 của công công tử. 5000 lần thứ nhất, 5000 lần thứ hai, 5000 lần thứ ba, 5000 lần thứ tư. Cái gì vậy má? Bây giờ còn có hai thằng ông nào trả, má đọc tới 10 tới 100 cũng được con. Thì còn ai? Còn ai hơn giá 5000 nữa không? Còn ai không? 20000. 20000. 20000 lần. 20000 bị đắt đưa cho giữ xe nó không chịu lấy. Ôi trời ơi, tiện rách rồi đưa 20000. Không lẽ trà hoa nữ là 20000 rách? Không, tiện 20000 là thiệt, đưa nó không chịu lấy. Còn trà hoa nữ là phải giá khác chứ. Bao nhiêu? 50000. 50000. Công tử, 50000. Làm rớt ngày hôm qua ở đây nè, có ai thấy không? Giữ giá. À quên, giữ giá con. Con là trà hoa nữ. Trà hoa nữ. À, rất vui khi gặp hai công tử. Chẳng hay quý danh của hai công tử đây là. Thằng nào vô mà nói sóc cái ốc ơ vậy? Thằng nào? Lại là mày nữa hả? Mày đó. Giữ giá cho mày. Rồi con là trà hoa nữ. Dạ hai anh sao anh? Hai anh sao nè? Sao tao gặp mày hoài vậy mày? Sao cũng gặp mày hoài vậy mày? Ngày hôm nay tao sẽ chứng tỏ sức mạnh của tao sẽ hơn mày. Hân hạnh giới thiệu, gia đình tôi giàu nhất trách ở đây. Cửa hàng bán quần áo đồ đạc của tôi là nổi tiếng nhất ở đây. Nên giới thượng lưu gọi tôi là đồ công tử. Đồ công tử? À, bên này bán quần áo gọi là đồ công tử. Thì bên này
là gì nhỉ? Chiếp công tử. Bên này bán đồ đồ công tử, bên này chiếp công tử chẳng lẽ bán. Đừng có nghĩ bậy. Tại tôi bán gà vịt lúc nó còn nhỏ, nó kêu chiếp chiếp chiếp, cho nên là giới thượng lưu gọi tôi là chiếp công tử. Mày hả Mộc, ngày hôm nay chào ơi nữ sẽ thuộc về tao. Tôi ra giá cho chào ơi nữ đêm nay 100 ngàn. 100 ngàn? 102 ngàn. Cái gì vậy? Làm gì? Em đang khiêu gợi anh đó. Khiêu gợi sao móc tiền bà nội? Đây 102 ngàn. 102 ngàn. Mày không có cửa với tao đâu mập à. 200 ngàn. 200 ngàn. 202 ngàn. Cái à, em lại vì 2 ngàn em lại bỏ rơi anh ư? 500 ngàn. 502 ngàn. Để mày gồng được bao lâu nha. Nha. Vì 2 ngàn mới mấy anh hành em quá. Lẹ lẹ đi má ơi, em mỏi. 1 triệu. Em lại đây liền đi. Khoan khoan, có người trả giá cao hơn rồi. Hay quá con ơi, bao nhiêu con? Mày nói đi, mày bị cái gì? Nó bị câm. Bị câm hả? Nó bị câm. Mày bị câm hả? Ừ. Trời ơi, đó là đó là đâu đó mày. Bây giờ mày nói không được, mày ghi ra tao coi coi mày hiểu mày nói cái gì. Xin lỗi, tôi không còn khả năng trong cuộc chơi này. Xin phép cho tôi đi về. Mày điên hả mày? Mày làm tao mất hứng rồi. Mày điên hả mày? Nó rớt gì nè? Mày điên hả mày? Ui da, đau quá. Chết tôi rồi. Còn kia cái gì nữa nè? Cái gì đây nè? Cái gì vậy? Nó hết mật rồi. Trời ơi. Bây giờ mình quay lại cuộc ngã giá đi. Nào, đồ chiếp công tử tiếp tục ngã giá đi. 2 triệu cho chào hoa nữ. Nó tới nữa rồi. Gì vậy? Cái gì nữa mày? 2 thằng bay đồ chiếp công tử đi chơi bời. Tao về mét ba má 2 thằng bay trừ lương luôn. Cho tụi bay thấy mồ nội. Ê, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, đi đâu vậy? Sao chạy cửa đâu tôi vậy? Thằng quỷ này, tỉnh lại. Bay của mà. Ê, đồ, đồ. Nó chạy mà nó ghi cái gì nữa nè. Cái gì nữa? Lêu lêu dí tao không kịp. Tao Đồ chiếp. Còn tự nhiên 2 triệu rồi tự nhiên mất hết trơn hết rồi. Rồi. Ủa là sao hả má? Và chúng ta sẽ trở lại với giá 5 ngàn của công công tử. 2 ngàn. Nãy giờ đợi mệt quá, giờ 2 ngàn đi không? Có đi hay không? 2 ngàn. Sao má? Thôi lỡ rồi con, đêm cuối giúp má đi con. 2 ngàn mà cũng đi nữa hả má? Đi giùm má đi con. Rồi, mời công tử. À má ơi, con đổi ý rồi. Sao con? À, không thể nào mà chào qua nữ mà đi giá 2 ngàn. Ờ má thương lượng lại đi, con không đi nữa. Rồi rồi. Giờ sao? Bây giờ có đi hay không? Con ơi, con đi. Con không đi. Rồi. Má. Cả đời má không ngờ có ngày má có giá 2 ngàn luôn con. Em đi. Đi ra lấy xe cho con đi về má ơi. Cũng vô lắm. Má ơi, mày phải thương má chứ. Hồi để má, anh ơi đem dắt xe nhớ bo em anh ơi. Anh Nghĩa. Trang. Em nè. Anh sẽ cưới em. Anh sẽ lo cho em. Rồi tụi mình cùng nhau bỏ trốn. Rồi anh sẽ dẫn em tới một nơi mà chỉ có 2 ta. À, một nơi chỉ có 2 ta. Ừ. Anh tên gì? Anh tên Nghĩa. Em tên gì? Em tên Trang. Gò Mã hả anh? Ừ. Thì mình đi nơi khác. Em có nhớ là em hứa bỏ trốn cùng anh không? Em hứa mà. Em hứa là em sẽ bỏ trốn cùng anh nè. Em sẽ bỏ trốn cùng anh. Thôi mình đi với nhau tới biển bạc trời xanh. Ngồi trên xe em chở anh chồng chành nè. Gấp ổ dạ canh 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 canh. Em yên tâm vì đã có anh. Ngồi trên xe của anh không chồng chành. Và bây giờ bắt đầu anh thả phanh. Đây là thiên đường của chúng ta đó. Thiên đường của chúng ta hả? Anh ơi đô thành, để em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em cũng không quen. Mày nghĩ sao vậy con hả? Tao bắn tao chết, mày nghĩ sao vậy hả? Trời đất ơi, đô thành sống cũng không quen, mà về quê sống cũng không quen. Thử cho hai đứa bay xuống dưới rồi sống quen không? Mày đặt ngôn tình hả? Xoái ca hả? Xoái thao à? Tao đập cho nát gáo à? Làm ơn con lại mấy mẹ trả lại cái phong nền cho con. Trời ơi, quán của tôi mà. Làm cái gì vậy? Má bình tĩnh đi má.
Nghĩa mà lại con, bây giờ là má không biết gì. Làm ơn con tha cho con Trang đi con. Mà còn có đêm nay à con. Anh đi về đi. Hết đêm nay em làm sao em về với anh. Anh đợi em bao lâu vậy? Không lẽ đợi em mấy tiếng nữa không được sao? Nhưng mà em có hứa đi trốn cùng anh không? Em hứa. Đi về đi. Về về chuẩn bị đồ nha. Về đi. Con chào má. Ừ, má chào con. Nghe má nói nè con. Con thương má đi. Má nhận của một ông khách 500 ngàn rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng, con ráng giúp má đi con. Cái gì? 500 ngàn hả? Rồi mời người ta vô đi lẹ lẹ nữa. Vô giúp má đi đàng hoàng đêm nay nghe con. Dạ. Vô đi anh ơi. Chào cô. Ủa sao tự nhiên không khí căng quá vậy? Tự cô quy định nó căng chứ tôi đâu có căng. Cơ mặt tôi nào giờ nó vậy mà. Không sao, vô đây là không cần phải căng. Vô đây gặp em là phải vui nè. Lại la lại la. Mất dạy. Tôi bỏ tiền tôi mướn cô. Cô bắt tôi vừa lại vừa la sao tôi làm. Nghe danh trà hoa nữ đã lâu, nhìn khúc nào cũng ra khúc đó ha. Mượt 409, 407, chẳng 400. Anh ơi nói nghe nè anh, có gì gì anh làm lẹ đi, anh cho em ca cứu này em cũng đuối lắm anh ơi. Khoan, từ từ chứ cô, đi ngoài chợ vậy tôi muốn nói chuyện trước. Rồi xong. Trước khi tụi mình tới với nhau thì em cũng phải biết sơ qua cái tiểu sử của anh chút xíu. Rồi xong, tới sáng. Thấy không? Dạ, anh nói đi anh. Anh sinh ra trong một gia đình danh giá. Má của anh ha ta. Tiếp theo nữa là bất hạnh gì, con vô quỷ bất hạnh kia phải không? Con phải bất không? Con bất hạnh là con nào? Con Nam Thư đó. Không hề, anh sinh ra trong một gia đình bất nghĩa. Trời ơi, nặng hơn luôn. Anh tên Bất, thằng con anh nó tên Nghĩa. Dạ rồi sao nữa anh? Em biết thằng đó mà. Nghĩa nào? Thằng con của anh là bồ của em đó. Dạ con chào bác. Bác ơi, bác uống gì để con kêu tụi nhỏ? Em ngoại trừ bán thân rồi em còn bán bánh tráng nướng hay là lật vậy được hả em? Anh tới không có uống nước, cũng chẳng có mua gì em hết. Anh chỉ muốn nói với em một điều. Buông tha thằng con của anh ra. Nha. Nó là một đứa học hành chăm chỉ giỏi giang, còn cô chỉ là một cô gái điếm. Bác ơi, bác hiểu lầm rồi, thực sự là con với lại anh Nghĩa yêu nhau thật lòng. Hai đứa con yêu nhau thật lòng. Làm cái gì có cái chuyện tình yêu thật lòng khi cô là một cô gái điếm. Tôi quăng tiền ra là tôi có thể mua cô bất kỳ lúc nào. Bác ơi, bác đừng nói vậy mà tội nghiệp con. Thực sự hôm nay là bữa làm cuối cùng của con. Hả? Sao? Làm gái điếm mà cũng về hưu non hả? Dạ không, con chủ động nộp đơn xin nghỉ. Xin nghỉ để làm gì? Dạ. Để tới với thằng Đạt hả? Hôn nhân của thằng Đạt là phải do cha mẹ nó quyết định. Bởi vì nó còn đủ cha đủ mẹ, chứ không phải là một cô gái điếm không cha không mẹ giống như cô. Nè, 500 ngàn đó tôi đưa cho cô. Cô dùng số tiền đó bỏ thằng Đạt ra, đừng rù quến nó nữa. Nghe chưa? À, thằng Đạt là thằng con lớn, thằng Nghĩa mới là thằng cô đang quen. Xài hết 100 rồi. Cái gì? Xài hết 100 rồi hả? Gái là chơi. Ba. Hai cha con gặp nhau chung cái động. Tới lượt mày đó. Gì mày coi bộ cũng ngon. Lẹ rồi về. Trang, Mạnh có làm gì em không? Hả? Ba nói cái gì? Hả? Em đừng nghe lời ba anh. Đi, đi trốn nha anh. Đi.
Nếu muốn gặp trà hoa nữ thì phải có tiền. Má, khách tiếp theo. Trang, em nói cái gì vậy? Anh là ai? Anh có tiền không? Sao anh đứng đực mặt ra nhìn tôi vậy? Anh không có tiền à? Vậy thì biến tiến. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,